Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 391, mưa gió nổi lên. Hạ thần y, cậu có đại ân với cả nhà tôi, Trương Thiết tôi lại không có gì báo đáp, cả đời này tôi chưa từng quỳ trước mặt ai, hôm nay tôi cũng chỉ biết dùng phương pháp này để cảm ơn cậu. Người đàn ông nhìn Hạ Thiên, giọng điệu âm trầm và cương quyết. Sau này mạng của Trương Thiết chính là của cậu. Hạ Thiên lúc này mới nhớ người này là chồng của Giang Tiểu Nhu đã nhảy lầu vài lần, hắn dùng giọng bất mãn nói. Tôi muốn lấy mạng của anh làm gì? Mạng của anh không đáng tiền. Hạ thần y, tôi biết rõ mạng mình không đáng tiền, nhưng chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ tình nguyện làm bất kỳ chuyện gì, dù là giết người đốt nhà, tôi cũng không nhíu mày. Trương Thiết ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, ánh mắt rất kiên nghị. Những chuyện giết người phóng hỏa tôi tự làm sẽ tốt hơn. Hạ Thiên có chút không cho là đúng, trong mắt há thì Trương Thiết này không có chút giá trị gì. Trương Thiết không khỏi ngẩn ngơ, khoảnh khắc này hắn không biết nói gì cho phải. Hạ Thiên lúc này mới mở miệng. Này, anh vừa nói, tôi muốn anh làm gì anh cũng tình nguyện phải không? Đúng vậy, Hạ thần y, cậu có gì cần phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt. Trương Thiết vội vàng nói. À, vậy thì anh ra ngoài, đi xa ra một chút, đừng làm phiền đến tôi và chị Vân Mạn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Thiết không khỏi sững sờ. Hạ Thiên thấy Trương Thiết không chuyển động thì mất hứng nói. Này, anh nói chuyện gì cũng làm mà, bây giờ anh không ra tôi sẽ đánh văng ra. Không, 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 Hạ thần y, tôi đã nói là giữ lời, cậu muốn tôi làm gì cũng được, bây giờ tôi sẽ ra. Trương Thiết lúc này mới kịp phản ứng, hắn liên tục nói. Trương Thiết bò lên, sau đó hắn cung kính bắt chuyện với Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Hạ thần y, bác sĩ Liễu, tôi sẽ không quấy rầy hai người. Trương Thiết nói xong những lời này thì xoay người không chút do dự, hắn đi ra khỏi cửa. Hạ Thiên vung tay lên, một lực lượng bùng ra đóng chặt cửa, sau đó hắn lẩm bẩm. Cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy. Khi thấy ánh mắt xuyên thấu của Hạ Thiên thì Liễu Vân Mạn không khỏi đỏ mặt, nhịp tim cũng gia tốc. Chẳng lẽ Lưu Manh muốn hoạt động, lúc này còn chưa đến 8 giờ mà. Khi Liễu Vân Mạn có ý nghĩ này thì cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Hạ Thiên đã bế nàng lên. Cùng một khoảng thời gian, ở thủ đô, có một bóng đen cao lớn đứng trên tường thành, đây là một người đàn ông 30 tuổi, hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng bộ dạng anh tuấn bất phàm. Trên người hắn lại bùng ra một luồng khí thế khủng bố, chốc chốc có người đi qua bên cạnh, ai cũng sinh ra cảm giác không rét mà run, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Đúng lúc này cũng có một bóng người cao lớn đi về phía người đàn ông lạnh lùng kia. Bước chân của người này có vẻ thong thả nhưng quỷ dị chính là chỉ sau khoảnh khắc đã đến sau lưng người đàn ông kia. Lúc này khí thế của người đàn ông lạnh lùng cũng biến mất khi người kia tiếp cận, trong bầu không khí chợt xuất hiện cảm giác đè nén, nhưng những du khách đi qua bên cạnh lại không phát hiện cảm giác khác thường. Người đàn ông này cũng 30, cũng rất anh tuấn bất phàm, khác biệt chính là gương mặt rất ôn hòa, làm người ta sinh ra cảm giác dễ sống chung. Minh Quang, cậu nên trở về sớm hơn. Người đàn ông lạnh lùng cũng không quay đầu, giọng nói có chút lạnh lùng. Tôi không thể quay về. Người đàn ông được gọi là Minh Quang trả lời. Lần này cậu muốn đích thân ra tay sao? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Có lẽ là vậy. Minh Quang chậm rãi nói. Tôi sẽ ở thủ đô chờ hắn đến. Người đàn ông lạnh lùng khẽ nhíu mày. Theo tôi biết thì hắn tạm thời sẽ không đến thủ đô. Nếu người phụ nữ của hắn gặp nguy, tôi tin hắn sẽ đến. Minh Quang cười nhạt nói. Nhưng phụ nữ của hắn đều ở Giang Hải, cũng không ở thủ đô. Người đàn ông lạnh lùng nói. Không, trong thủ đô vẫn có một người. Minh Quang nhìn người đàn ông lạnh lùng. Là người được anh bồi dưỡng trở thành nụ hoa danh tiếng thủ đô, là Mộc Hàm. Nếu cậu muốn động vào cô ấy, tốt nhất phải hỏi ý của Tam Thúc. Người đàn ông lạnh lùng dùng giọng thản nhiên nói. Tuy cô ấy là người tôi bồi dưỡng ra nhưng bây giờ hai bên đã là cựu địch, hơn nữa Tam Thúc của tôi đã nói rõ, nếu ai gây bất lợi cho cô ấy thì ông ấy sẽ không khách khí. Minh Quang khẽ thở dài, hắn lắc đầu. Tam Thúc của anh đúng là quá tốt với tiểu tử kia. Minh Quang, cậu hẹn gặp tôi chỉ muốn nói những lời này thôi sao? Người đàn ông lạnh lùng lúc này có vẻ mất hứng. Minh Quang cười nhạt một tiếng. Thật ra anh cũng biết rõ. Nếu một khi Hạ Thiên được xác nhận là đồ đệ của Ám Hoàng, như vậy Tam Thúc của anh sẽ giao Thiên Tổ cho hắn, có phải không?
Vậy thì sao? Anh tình nguyện nhìn thiên tổ vốn thuộc về Triệu gia lại rơi vào tay người không liên quan gì đến Triệu gia sao? Minh Quang dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đó là quyết định của Tam Thúc, không người nào có thể thay đổi. Người đàn ông lạnh lùng chậm rãi nói. Nếu Tam Thúc của anh chết đi. Minh Quang tùy ý nói ra những lời như vậy. Người đàn ông lạnh lùng chợt xoay người nhìn thẳng Minh Quang, một khí thế khổng lồ bùng ra, giọng nói cũng lạnh hơn. Lý ra các người muốn làm gì? Nguyện vọng lớn nhất của anh là tiếp quản thiên tổ để trở thành ám hoàng thứ hai, mà chúng ta lại muốn giúp anh thực hiện ước nguyện này. Minh Quang cũng không kiêng kỵ khí thế kinh người của người đàn ông lạnh lùng, hắn trả lời không chút hoang mang. Người Triệu gia chúng tôi cũng không tự giết hại lẫn nhau. Người đàn ông lạnh lùng nói ra từng câu từng chữ. Minh Quang vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Tôi biết rất rõ điều này, vì vậy mọi chuyện sẽ do Lý gia xử lý. Lý gia các người tốt nhất nên xem xét hậu quả. Người đàn ông lạnh lùng mở miệng nói. Chúng tôi chỉ cho Tam Thúc của anh nghỉ hưu sớm mà thôi, năm nay tuổi tác cũng không còn nhỏ, nên về hưu. Minh Quang cười nhạt một tiếng. Chúng tôi cũng tin tưởng, cho anh tiếp quản thiên tổ là lựa chọn tốt nhất. Minh Quang dừng lại một chút rồi tiếp tục. Có chuyện tôi thấy cần nhắc nhở anh, trước đó Minh Hiên đến Giang Hải cũng là giúp anh làm việc, cậu ấy có kết cục như hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của anh. Cậu muốn truy cứu trách nhiệm của tôi sao? Người đàn ông lạnh lùng chợt cười một tiếng. Minh Quang lắc đầu. Gần đây hai bên gia đình quan hệ rất tốt, tôi chỉ hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác trong vui sướng. Tôi có thể coi như không có gì xảy ra, đó là cực hạn. Người đàn ông lạnh lùng trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói. Vậy là được, những gì nên nói đều đã nói, hành động của chúng ta sẽ được tiến hành rất nhanh. Tôi tin không bao lâu nữa anh sẽ là tổ trưởng mới của thiên tổ, mà thời gian xây dựng cơ đồ cũng không còn quá xa. Minh Quang nói xong những lời này thì chậm rãi bỏ đi xa. Tôi đi trước, ngày sau tiếp tục. Người đàn ông lạnh lùng nhìn bóng lưng Minh Quang, hắn mở miệng nói. Có chuyện tôi cần nhắc nhở cậu, nếu Tam Thúc của tôi có bất kỳ vấn đề nào ngoài ý muốn, có người sẽ không chịu mặc kệ, vì vậy các người cũng cần có điều gì đó ngoài ý muốn. Nếu không đến lúc đó các người rõ ràng đã cố ý gây chuyện. Anh nói đến Mị Nhi sao? Minh Quang cũng không quay đầu lại, hắn vẫn chậm rãi bước đi. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Người đàn ông lạnh lùng không nói gì thêm, hắn chỉ nhìn Minh Quang biến mất giữa màn đêm. Một lúc lâu sau người đàn ông lạnh lùng mới nói ra hai chữ. Ngu ngốc! Sáng hôm sau, khi Lãnh Băng Băng đi vào cục cảnh sát thì cũng đã có hơi muộn. Gần đến 9 giờ. Nhưng khi nàng vừa bước chân vào cục cảnh sát thì đã nhíu mày, bầu không khí có chút kỳ lạ, người nào thấy nàng cũng có ánh mắt không giống ngày xưa. Đồng thời cũng có nhiều người tụ tập nghị luận, nhưng khi thấy mặt nàng thì tản ra ngay. Trực giác nói cho Lãnh Băng Băng biết đối tượng của đám người chính là mình, nhưng nàng không biết bọn họ đang nghị luận về điều gì. Nếu là chuyện giữa nàng và Hạ Thiên thì rõ ràng đã không có gì bí mật, những người này dù nghị luận cũng không nên ra vẻ thần bí như vậy. Lãnh Băng Băng bước vào khu hành chính đội cảnh sát hình sự cũng cảm thấy bầu không khí rất quái dị, tuy ai cũng chào hỏi nàng như xưa nhưng sau đó bầu không khí lại trầm lặng hẳn, vẻ mặt người nào cũng rất quỷ dị, còn có người giống như muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Không, không có gì. Một đám thủ hạ vội vàng lắc đầu. Lãnh Băng Băng chợt sinh nghi, nhưng nàng không truy vấn mà bước vào phòng làm việc của mình. Khi Lãnh Băng Băng vừa ngồi xuống thì đã có người đập cửa, nàng quay lại nhìn, là Đồng Giang. Vào đi, Lãnh Băng Băng nói. Đồng Giang tiến vào, trên tay còn có một tờ báo, hắn cẩn trọng nói. Chào cục trưởng, có chuyện gì? Lãnh Băng Băng có chút mất vui, hôm nay đám cảnh sát sao quái dị như vậy? Cục trưởng, chị đã xem qua phần báo này chưa? Đồng Giang đưa tờ báo cho Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng nhận lấy. Đây là báo nhanh ở thành phố Giang Hải, có sức ảnh hưởng khá lớn, được xưng là báo chí có số lượng phát hành lớn nhất. Tất nhiên báo này được xưng là số lượng lớn nhất cũng chỉ vì chất lượng không ra gì, hơn nữa lại có giá rất rẻ, 5 phân tiền một tờ, hơn nữa lại có 2-30 trang nội dung, dù mua làm giấy lộn cũng có lời. Bình thường Lãnh Băng Băng cũng xem báo nhưng ít xem báo này, khi thấy Đồng Giang đưa sang với bộ dạng quỷ dị thì nàng chợt ý thức được bên trong có nội dung không tầm thường. Khi nàng mở báo ra thì trên đầu đề đã có lời tựa, con hoang của tham quan, vì sao từng bước lên trời. Chương 392, thế công của dư luận.
khi thấy tiêu đề thì Lãnh Băng Băng đã cảm thấy không đúng, khi nàng xem tấm hình bên dưới thì vẻ mặt chợt biến đổi, người trong ảnh rất quen, đó chính là nàng. Lãnh Băng Băng dùng thời gian nhanh nhất để xem nội dung bản tin, vẻ mặt nàng càng trở nên khó coi. Lúc này nàng cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao đám cảnh sát trong phân cục lại nhìn nàng bằng ánh mắt không bình thường. Người được đưa tin là con hoang của quan tham Trình là Lãnh Băng Băng, mà quan tham tất nhiên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh trước đó, là Hạ Vân Sơn. Trước đây dù có không ít người biết quan hệ giữa Lãnh Băng Băng và Hạ Vân Sơn là không bình thường, nhưng đám người chính thức biết rõ quan hệ cũng không nhiều. Trước kia cũng không thiếu những tin đồn Lãnh Băng Băng là tình nhân của Hạ Vân Sơn, dù là khi Hạ Vân Sơn bị bắt thì chuyện Lãnh Băng Băng là con của lão vẫn không được đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng bây giờ vụ án Hạ Vân Sơn đã kết thúc, quan hệ giữa Lãnh Băng Băng và Hạ Vân Sơn chợt bị báo chí chọc ra. Rõ ràng mục tiêu của đám báo chí này không phải là vị phó chủ tịch đang ngồi trong nhà ngục, đó chính là Lãnh Băng Băng đang là phó cục trưởng một phân cục của công an thành phố Giang Hải. Điều làm cho Lãnh Băng Băng phẫn nộ chính là tờ báo này không những nói rõ quan hệ huyết thống của mình với Hạ Vân Sơn, hơn nữa còn miêu tả mẹ nàng là một người con gái chủ động yêu thương Hạ Vân Sơn. Đồng thời cũng không thiếu công kích Lãnh Băng Băng, nói rằng nàng lợi dụng quan hệ với Hạ Vân Sơn để được từng bước thăng chức trong cục công an. Những phương diện còn lại cũng rất mờ mịt, nàng sở dĩ không có việc gì sau khi Hạ Vân Sơn rớt đài, hơn nữa còn được thăng chức. Nguyên nhân là nàng dùng gương mặt xinh đẹp và dáng người tuyệt vời mà cấu kết với một vị quan khác. Nói tóm lại thì trong bản tin cũng có vài phần là thật, ví dụ như Lãnh Băng Băng quả thật là con gái tư sinh của Hạ Vân Sơn, nàng cũng lên chức quá nhanh. Ngoài ra thì những tin tức còn lại phần lớn chỉ là vụ oan hãm hại Lãnh Băng Băng, có thể thấy nếu một người bình thường đọc qua bản tin này, sợ rằng có hơn phân nửa sẽ tin vào. Cục trưởng, nếu không tôi điện thoại cho tòa soạn bên kia nhé. Đồng Giang cẩn thận hỏi. Không cần. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Cứ công tác, đây chỉ là một bản tin trời ơi mà thôi, không cần quan tâm. Nhưng, cục trưởng, tòa soạn kia làm việc như vậy là không có lương tâm, những sự việc không có căn cứ thế này mà nói lung tung được sao? Đồng Giang dùng giọng bất bình nói với Lãnh Băng Băng. Nếu anh điện thoại đến, sợ rằng ngày mai sẽ tiếp tục có bản tin mới, nhưng tiêu đề sẽ là tội uy hiếp phóng viên. Lãnh Băng Băng nhìn Đồng Giang. Đừng nên tiếp tục gây ra phiền phức, không nên quan tâm. Dù Lãnh Băng Băng lúc này hận không thể cho tên khốn phóng viên vài tát, thậm chí là bắn cho vài phát, nhưng nàng cũng biết, đối mặt với những bản tin thế này, nếu cứ mở miệng làm sáng tỏ thì chẳng thà không cần quan tâm. Vì vậy, dù trong lòng nàng rất phẫn nộ nhưng vẫn quyết định không quan tâm, coi như không có gì phát sinh. Vậy thì được, cục trưởng, tôi đi làm trước. Đồng Giang thấy Lãnh Băng Băng không truy cứu thì tất nhiên sẽ không kiên trì, hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu rõ, mình chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nếu thật sự điện thoại cho tòa soạn, sợ rằng người ta sẽ chẳng quan tâm. Đồng Giang vừa bỏ đi thì Lãnh Băng Băng đã nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là Triệu Thanh Thanh. Điện thoại vừa được chuyển thì Triệu Thanh Thanh ở bên kia đã lo lắng. Chị Băng Băng, sự việc không tốt, chị mau lên mạng xem cái diễn đàn. Triệu Thanh Thanh nói quá nhanh, nàng dùng một hơi nói hơn 10 trang web, mà những trang web kia đều là các diễn đàn có rất nhiều thành viên. Xem làm gì? Lãnh Băng Băng có chút kỳ quái, nàng cũng không thích tham gia vào những diễn đàn kia, hơn nữa cũng không thường xuyên lên mạng. Chị Băng Băng, chị xem qua đi, lúc này em không nói rõ, chị chỉ cần nhìn qua là biết. Triệu Thanh Thanh có vẻ lo lắng. Trước tiên em không có thời gian nói chuyện điện thoại, em đang mắng đám khốn nạn kia. Triệu Thanh Thanh nói xong thì cúp điện thoại, Lãnh Băng Băng dù có chút mê hoặc nhưng vẫn nhanh chóng mở máy tính trong phòng làm việc, sau đó nàng theo lời Triệu Thanh Thanh lên những diễn đàn kia. Lúc này gương mặt bình thường đã có chút lạnh lùng nhưng bây giờ chợt lạnh tanh, trong mắt bùng ra những luồng sáng phẫn nộ. Con đường làm quan của nữ cảnh sát. Ngày xưa tham quan sinh con hoang, hôm nay quan tham xa lưới, đệ nhất cảnh sát là trò chơi của quan tham. Những tiêu đề đưa ra tương đối hấp dẫn ánh mắt. Hơn nữa còn được đặt lên những nơi bắt mắt nhất trong các diễn đàn kia. Tuy tên gọi của topic có khác nhau nhưng nội dung lại như nhau, tất cả đều xoay quanh nội dung bản tin tờ báo hôm nay. Điều làm cho Lãnh Băng Băng tức giận cũng phải là nội dung topic, dù sao những nội dung này cũng đã được nói ra trên tờ báo hôm nay, điều làm nàng bực bội chính là đám thành viên diễn đàn. Những tên khốn kia không biết lấy đâu ra rất nhiều nội dung, nào là địa chỉ nhà, tên mẹ. Thậm chí còn có không ít chuyện bịa đặt ví dụ như tên tuổi vị quan đang, bao, nàng.
Chỉ cần lên trang web thì sẽ có hàng loạt bản tin liên quan, bịa đặt đủ cả, có người còn dùng đủ mọi lời ô uế đả kích Lãnh Băng Băng. Rốp! Một tiếng vỡ vang lên, Lãnh Băng Băng cầm súng đập lên con chuột, lúc này con chuột lập tức nát bấy. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, phải phát tiết lửa giận lên chiếc máy tính vô tội. Tòa soạn báo nhanh Giang Hải. 10 giờ sáng, Hàn Kiện đến tòa soạn báo mà không chút hoang mang, dù đã sớm qua giờ làm việc nhưng vẫn không ai dám nói gì. Nếu xem xét nguyên nhân thì cũng chỉ có một, vì hắn là phóng viên cao cấp của tòa soạn. Anh Hàn, anh đúng là lợi hại, bản tin của anh lại lên trang đầu. Khi vừa vào cửa thì Hàn Kiện đã nghe thấy một tâm thanh rất dễ nghe, đồng thời một mùi hương phóng đến, một cô gái thanh xuân xinh đẹp hiện ra trước mắt. Điều này có đáng là gì, chuyện nhỏ thôi. Hàn Kiện ra vẻ rất tùy ý, nhưng khi thấy ánh mắt sùng bái của cô gái, trong lòng hắn có chút đắc ý. 3 năm trước Hàn Kiện chỉ là một phóng viên vô danh của một tờ báo nhỏ, nhưng sau khi vào tòa soạn báo nhanh Giang Hải, hắn chỉ mất thời gian 2 năm đã ngồi lên vị trí phóng viên cao cấp. Bây giờ trong tòa soạn này, dù là chủ báo hay tổng biên tập đều rất khách khí với hắn, mà những phóng viên vừa vào làm thì tôn hắn làm thần tượng. Cô gái xinh đẹp trước mắt này chính là Phương Thiền, vừa tốt nghiệp đại học, vào làm ở tòa soạn này cũng chưa đến 2 tháng. Nàng rất khâm phục Hàn Kiện, thường xuyên tìm đến xin được chỉ bảo, nói là muốn học tập kinh nghiệm. Hàn Kiện đảo mắt qua thân thể phát dục của Phương Thiền, trong lòng hắn chợt bùng lên chút cảm giác dâm tục. Xem ra hắn nên tìm thời gian thích hợp để trao đổi kinh nghiệm với cô nữ sinh viên này, nhưng địa điểm trao đổi không phải là tòa báo, phải là trên giường trong một khách sạn nào đó. Anh Hàn, em đã xem qua bản tin của anh, em thật sự rất sùng bái, anh đã vạch trần những mặt tối của xã hội, anh đúng là phóng viên chống hủ bại của tòa soạn chúng ta, không đúng, anh là phóng viên chính nghĩa nhất thành phố Giang Hải. Phương Thiền dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hàn Kiện, tất nhiên có lẽ nàng cam tâm tình nguyện làm con mồ của Hàn Kiện. Vì Hàn Kiện cũng không xấu, dù đã 30 nhưng đây là độ tuổi mà đàn ông đã trưởng thành, những năm gần đây đàn ông đã trưởng thành rất được hoan nghênh. Phương Thiền, em nói có chút khoa trương, tất cả phóng viên ở tòa soạn của chúng ta đều rất chính nghĩa, thành phố Giang Hải cũng có nhiều phóng viên vạch trần mặt tối của xã hội, anh chỉ là một thành viên mà thôi. Hàn Kiện mỉm cười, bộ dạng rất chính khí và nghiêm nghị. Đây là bản chất công tác của anh, bút danh của anh là Trường Kiếm. Anh là một thanh kiếm treo trên đầu đám phần tử hắc ám kia, nếu bọn họ làm chuyện xấu, anh sẽ chém xuống không chút do dự. Bốp, bốp, bốp. Phương Thiền nhìn không được phải vỗ tay. Anh Hàn, anh nói rất đúng, quả nhiên không hổ danh là phóng viên cao cấp của tòa soạn. Đám phóng viên khác không khỏi đưa mắt nhìn về phía bên này, có vài phóng viên nam mang theo chút ghen ghét, có vài người không cho là đúng, tên khốn Hàn Kiện kia đã lừa gạt không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi. Hàn Kiện phát triển mạnh trong tòa soạn, nếu nói không bị người đố kỵ thì không thể nào. Nhưng mọi người dù là ghen ghét nhưng cũng không thể không thừa nhận năng lực của hắn, người này đơn giản mạnh hơn đám người khác, hắn luôn có thể tìm được những đề tài chấn động, vì vậy những tin tức của hắn thường được đưa lên trang đầu. Phương Thiền, em nói vậy cũng không đúng, cái gì là phóng viên cao cấp? Tòa soạn của chúng ta không có phóng viên cao cấp, tất cả mọi người đều như nhau, đều là tinh anh của báo nhanh Giang Hải. Hàn Kiện cũng bắt đầu khiêm tốn, nghe nói khiêm tốn là một đức tính tốt, hắn cũng ngẫu nhiên muốn có được đức tính này. Hàn Kiện nói như vậy càng làm Phương Thiền thêm sùng bái. Anh Hàn, anh thật sự quá khiêm nhường, em càng bội phục anh. Anh cũng muốn em bội phục anh. Hàn Kiện thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì cô gái xinh đẹp này sắp lên giường với hắn đến nơi rồi. Lúc này Hàn Kiện giống như đã nhìn thấy tình cảnh mình và Phương Thiền đang quay cuồng trên giường khách sạn. Tất nhiên nghĩ đến tình cảnh cô gái xinh đẹp này rơi vào trong tay làm hắn sinh ra xúc động rất tốt. Đúng lúc Hàn Kiện đang ảo tưởng hưởng thụ thân thể của Phương Thiền thì một tiếng gầm giận dữ từ bên ngoài cổng truyền vào cắt ngang mộng đẹp. Hàn Kiện, lăn ra đây cho ông. Chương 393. Tiếng gầm tức giận này lập tức thu hút tất cả đám người trong tòa soạn, tất nhiên có cả Hàn Kiện. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía cổng tòa soạn, sau đó nhìn thấy một người đàn ông trên 50 với thân thể gầy gò. Mái tóc rối tung, vẻ mặt tiêu tụy, hắn đang dùn ánh mắt căm tức nhìn Hàn Kiện. Anh là ai? Hàn Kiện nhíu mày, hắn cảm thấy người đàn ông gầy gò kia có chút quen mắt, nhưng lúc này cũng không nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu. Tao là ai sao? Người đàn ông giống lên. Mày là phóng viên ném lương tâm cho chó ăn, mày phá hủy nhà thượng quan chúng tao, bây giờ cũng không nhớ sao. Nhà thượng quan sao?
Trong đầu Hàn Kiện lóe lên linh quang, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông gầy gò, giọng điệu có chút kinh ngạc. Anh là Thượng Quan Dũng sao? Bây giờ nhớ rõ tao là ai rồi à? Người đàn ông được gọi là Thượng Quan Dũng nói, hắn dùng ánh mắt căm thù nhìn Hàn Kiện. Tất nhiên nhớ rõ, anh không phải là ông chủ dùng những tài liệu độc hại làm điểm tâm sao? Hàn Kiện có chút khinh thường. Thế nào, tìm tôi có việc gì? Thật ra dưới tình huống thông thường thì Hàn Kiện sẽ nhớ rõ những đối tượng hắn đưa tin, hắn không nhận ra Thượng Quan Dũng cũng chỉ vì sự kiện đã qua được nửa năm. Hơn nữa bây giờ hình tượng của Thượng Quan Dũng đã biến đổi quá lớn, nhưng hắn cũng nhớ ra tên đối phương, dù sao thì họ Thượng Quan cũng không có nhiều. Tôi chưa bao giờ dùng qua những tài liệu độc hại, là thằng khốn mày thu tiền của người khác cố ý bôi đen danh dự của tao. Thượng Quan Dũng quát lên với Hàn Kiện. Mày là loại phóng viên lòng dạ hiểm độc, mày chỉ biết lấy tiền, không có lương tâm, mày làm hại quán ăn tổ truyền của nhà tao phải đóng cửa, mày làm hại chồng vợ chúng tao phải ly tán, hôm nay tao liều mạng với mày. Thượng Quan Dũng nói xong những lời này thì rút, hàng, giấu sau lưng ra. Sau đó đám phóng viên trong tòa soạn không khỏi thét lên kinh hãi, vì bọn họ thấy trên tay Thượng Quan Dũng là một con dao giết heo. Vẻ mặt Hàn Kiện cũng biến đổi, hắn vô thức lui ra phía sau một bước, ngay sau đó hắn phát hiện sau lưng cũng không còn đường lui. Vì vậy hắn cố gắng nặn ra nụ cười dùng giọng hòa ái nói với Thượng Quan Dũng. Thượng Quan Dũng, anh hiểu lầm rồi, tôi đưa tin là căn cứ vào sự thật. Lúc đó tôi thấy anh dùng tài liệu độc hại để chế biến điểm tâm, còn anh có bị người khác hãm hại hay không, tôi không biết. Dùng con mẹ mày. Thượng Quan Dũng nổi giận gầm lên một tiếng. Hàn Kiện, tao đã nhờ người điều tra, mày chỉ là một thằng phóng viên hiểm độc nhận tiền hãm hại người khác. Thượng Quan Dũng vừa nói vừa cầm dao mổ heo đi về phía Hàn Kiện, bộ dạng giống như một xin tí huyết. Thượng Quan Dũng, anh nhất định hiểu lầm rồi, tôi không lấy tiền của người nào khác. Tôi đưa tin cũng vì có một vị khách trong quán điện thoại đến. Vẻ mặt Hàn Kiện có chút tái nhợt, hắn luôn mồm giải thích, tuy hắn rất muốn chạy nhưng không dám, vì hắn sợ mình chạy thì Thượng Quan Dũng sẽ lập tức ra tay. Vì vậy bây giờ hắn chỉ hy vọng kéo dài thời gian, hy vọng có người báo cảnh sát, nếu cảnh sát đến thì coi như hắn an toàn. Con bà mày! Thượng Quan Dũng vung dao giết heo, tâm tình tương đối kích động. Mày không thu tiền sao? Mày ở khu nhà cao cấp. Mày chỉ đi xe Honda, nhưng vợ mày chạy Audi A8, vợ mày không đi làm, mày chỉ là một phóng viên, nếu mày không thu tiền thì được như vậy sao? Hơn 10 ánh mắt nhìn về phía Hàn Kiện, ai ai cũng kinh ngạc, Hàn Kiện có tiền như vậy sao? Nếu Thượng Quan Dũng nói thật thì Hàn Kiện sợ rằng có vấn đề, phóng viên tuy không phải người thu nhập thấp, nhưng nếu nhà cao cấp và xe xịn thì không phải những thứ phóng viên có thể có. Tôi không có nhiều tiền như vậy, anh nhất định đã lầm. Hàn Kiện vẫn còn phủ nhận. Hàn Kiện, tao đã nhờ thám tử điều tra rất rõ ràng về mày, bản thân là một phóng viên hủ bại thì lại ra vẻ chính nghĩa, tao chẳng làm gì tốt nhưng ít nhất cũng có thể trừ hại cho nước cho dân. Thượng Quan Dũng rõ ràng không kiên nhẫn giải thích với Hàn Kiện, hắn không chần chừ mà cầm dao đâm đến. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, mình không giết người, rõ ràng là giết heo, thậm chí Hàn Kiện này cũng không bằng một con heo. Trong tòa soạn vang lên những tiếng hô kinh hoàng. Phương Thiền ở gần bên Hàn Kiện lại càng gào lên chói tai. Khoảnh khắc này vẻ mặt Hàn Kiện trở nên trắng bệch, hắn rất muốn trốn nhưng vì quá sợ hãi nên thân thể không còn nằm trong sự khống chế, hắn chỉ biết đứng yên tại chỗ, cũng không thể cử động, chỉ biết trơ mắt nhìn dao giết heo đâm vào ngực. Khoảnh khắc khi cây dao sắm cắm vào ngực, trong đầu Hàn Kiện chỉ có một ý nghĩ. Vì 10.000 đồng mà bán mạng, đúng là không đáng. 10.000 đồng chính là tiền thù lao mà trước đó người ta trả cho Hàn Kiện để đưa tin về Thượng Quan Dũng, tất nhiên người trả tiền cũng không phải là Thượng Quan Dũng, đó chính là một kẻ có thù oán với Thượng Quan Dũng. Người này cũng chỉ bỏ ra 10.000 đồng để làm cho cả nhà Thượng Quan Dũng phải tan đàn xẻ nghé. Này, đợi chút rồi giết. Đúng lúc này một âm thanh mất hứng chợt vang lên. Cảm giác đau đớn cũng không truyền đến như dự kiến, Hàn Kiện không khỏi mở mắt cúi đầu, tình cảnh trước mắt làm hắn vã mồ hôi lạnh. Bây giờ con dao giết heo còn cách ngực hắn chưa đến 1 cm. Hàn Kiện vừa hoảng sợ vừa thầm kêu may mắn, vì hắn thấy có hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao giết heo, vì vậy mà con dao không thể tiếp tục tiến lên. Lúc này Hàn Kiện không suy nghĩ vì sao hai ngón tay kia có thể giữ con dao đứng lại, hắn chỉ tranh thủ thời gian nhìn chủ nhân của hai ngón tay, muốn biết ai là người cứu mạng mình. Sau đó Hàn Kiện nhìn thấy một tên thanh niên dáng người rất bình thường, cao 1m7, mặc trang phục tầm thường. Nhìn qua chẳng có gì đặc biệt.
Mày là ai? Sao lại giúp thằng khốn này? Thượng quan Dũng cũng rất căm tức nhìn tên thanh niên, hắn muốn rút dao về nhưng dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Tên thanh niên nhìn Thượng quan Dũng. Anh muốn giết tên này sao? Đúng vậy, anh muốn xỉa nó vài lỗ. Thượng quan Dũng tức giận nói. À, vậy thì anh chờ chút, tôi muốn hỏi hắn vài vấn đề. Hạ Thiên quay đầu nhìn Hàn Kiệt. Này, có phải mày là thằng khốn nạn Trường Kiếm không? Cậu tìm Trường Kiếm làm gì? Hàn Kiệt có chút bất an, Trường Kiếm đúng là bút danh của hắn ở tòa soạn báo nhanh Giang Hải. Mày quan tâm làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng. Có phải không? Nó đúng là thằng Trường Kiếm khốn nạn, nó tên là Hàn Kiệt, bút danh trên báo là Trường Kiếm. Thượng quan Dũng đột nhiên nói. Bây giờ cậu đã biết, có thể cho tôi, xiên, thằng khốn này chưa? Hạ Thiên lắc đầu. Không thể. Thì ra mày cũng cùng một ruột với nó. Thượng quan Dũng lập tức quát lên tức giận. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Thượng quan Dũng. Này ông lão, đừng nói lung tung, ai cùng một ruột với nó. Nói lung tung coi chừng ăn đòn. Nếu không phải cùng một ruột, vậy sao cậu lại giúp nó? Thượng quan Dũng tức giận chất vấn. Đầu óc ông có vấn đề à? Tôi giúp hắn khi nào? Hạ Thiên tức giận nói. Thượng quan Dũng thiếu chút nữa thì tức chết, không giúp mà cản đao, như vậy còn không giúp Hàn Kiện sao? Nếu cậu không chụp dao thì tôi đã giết chết mẹ nó rồi. Thượng quan Dũng hét lên tức giận. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu tôi không chụp dao thì thằng ngu này chết rồi. Nhưng nếu ông giết hắn thì tôi đánh ai đây? Hạ Thiên nói đến đây thì hất hai ngón tay ra, Thượng quan Dũng lập tức đứng không vững, hắn lui ra phía sau vài bước. Này, thằng ngu, mày là thằng viết bài báo này sao? Hạ Thiên móc ra một tờ báo, đây là báo nhanh Giang Hải, sau đó hắn chỉ vào một bài báo ở trang đầu hỏi. Đúng, là tôi, xin hỏi cậu. Hàn Kiện không kịp phản ứng, vì sao ân nhân cứu mạng này giống như lại đến tính sổ mình? Là mày thì ngon rồi. Hạ Thiên đột nhiên vung tay lên, tờ báo bay về phía má Hàn Kiện. Bốp! Tờ báo vỗ lên mặt Hàn Kiện rồi phát ra một âm thanh trong trẻo. Á! Hàn Kiện rên lên đau đớn. Đám người trong tòa soạn chợt ngây người, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thượng quan Dũng cầm dao định nhảy sổ qua nhưng bây giờ cũng sững sờ, người này đang làm gì? Không cho mình giết Hàn Kiện nhưng sao lại ra tay đánh người? Mày! Sao mày đánh tao? Hàn Kiện vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Vì thằng ngu mày dám nói bậy về vợ tao. Hạ Thiên cầm tờ báo lên rồi vỗ tay đến. Á! Hàn Kiện lại gào lên thảm thiết, hắn ôm má liên tiếp lui ra. Mày, vợ mày là ai? Vợ tao là cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp nhất, là Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên lóe lên phóng đến trước mặt Hàn Kiện, sau đó hắn lại cầm lấy tờ báo quạt xuống. Một lời của Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người hiểu ra. Thì ra người đến đây vì bản tin hôm nay. Này, sao anh lại như vậy? Phóng viên chúng tôi có quyền đưa tin, sao anh có thể tùy tiện đánh người? Lúc này Phương Thiền ở bên cạnh cũng gào lên tức giận, khi thấy thần tượng của mình bị đánh quá thảm, nàng không nhịn được, cuối cùng còn uy hiếp. Tôi đã báo cảnh sát sẽ đến đây ngay. Thằng nào dám nói bậy về vợ tôi sẽ cho nó ăn đòn, tôi mặc kệ nó là phóng viên hay là thứ quái quỷ gì. Hạ Thiên không cho là đúng, sau đó hắn lại vỗ lên mặt Hàn Kiện. Lúc này mặt Hàn Kiện đã sưng vù như đầu heo. Này, Lãnh Băng Băng làm ra những chuyện xấu xa, còn không cho người ta nói. Á! Phương Thiền còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy bụng dưới đau dữ dội, sau đó thân thể bay lên rồi nặng nề ngã xuống. Chương 394. Đáng lý ra phải chờ một lúc nữa mới đánh cô, nhưng cô muốn đánh nhanh như vậy, tôi cũng thành toàn cho cô. Hạ Thiên nhìn Phương Thiền đang ngã trên mặt đất, hắn nói. Anh đánh cả phụ nữ sao? Phương Thiền bị ném cho choáng váng mặt mày, nàng đừng lên dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Đúng vậy, người ta là phụ nữ, như vậy cũng ra tay sao? Đúng vậy, quá kỳ cục, sao cảnh sát còn chưa tới? Bây giờ phóng viên không an toàn, đám người này càng ngày càng loạn. Đúng vậy, chúng ta phải khởi xướng dư luận, phải kiên quyết phản kháng những hành vi này. Khoảnh khắc này đám phóng viên trong tòa soạn hợp sức tấn công Hạ Thiên, tất nhiên bọn họ chỉ biết dùng lời nói, không dám có hành động. Đám người này không quan tâm đến Hàn Kiệt,
nhưng bây giờ người đẹp Phương Thiền bị đánh, tất nhiên tất cả đều phải chạy đến làm hộ hoa sứ giả. Chưa nói đến vấn đề khác, những năm gần đây đẹp cũng là một ưu thế. Này, tất cả im mồm. Hạ Thiên dùng ánh mắt khó chịu quét qua đám người trong tòa soạn. Sao các người vội vã như vậy? Tôi đã sớm muốn đánh tất cả, thuận tiện cũng phá nát tòa soạn này. Các người nên chờ đợi, sau khi tôi đánh thằng ngu này xong thì ai cũng có phần. Đáng tiếc là bây giờ các người quá ồn ào, không biết ngoan ngoãn chờ bị đánh sao. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu ai cũng có một ý nghĩ, thằng này bị điên sao? Nếu không thì sao lại nói ra những lời quái dị như vậy? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Thượng Quan Dũng cũng cảm thấy Hạ Thiên không bình thường. Tên này nói người ta nên ngoan ngoãn chờ bị đánh, trên đời này có người ngu như vậy sao? Khi đám người còn đang ngây ngốc thì Hạ Thiên đã nói. Thôi được, nếu các người đã muốn bị đánh sớm hơn, tôi sẽ thỏa mãn ước nguyện cho. Hạ Thiên nói ra tay thì ra tay, đám người liên tục rên lên thảm thiết, ngay sau đó tất cả đám người trong tòa soạn đều ngã xuống đất. Này, anh bạn, đừng đánh, coi như tôi xin cậu. Khi những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tục, Hàn Kiện cũng mở miệng cầu xin. Hạ Thiên rất bất mãn. Tao chưa đánh mày, mày cầu xin cái gì? Hàn Kiện chợt sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, Hạ Thiên không đánh hắn, nhưng lại dùng hắn làm vũ khí để đánh người. Cứ như vậy mà sau một lát, thân thể của hắn ít nhất cũng tiếp xúc thân mật với mỗi người trong tòa soạn một lần, đừng nghĩ rằng tiếng kêu thảm kia chỉ của đám người trong tòa soạn, trong đó tiếng kêu thê thảm nhất chính là của Hàn Kiện. Đừng nóng vội, đợi đến tao đánh mày thì cầu xin cũng không muộn. Hạ Thiên mở miệng nói, câu nói này có vẻ giống như an ủi nhưng thiếu chút nữa lại làm Hàn Kiện phải tan vỡ, thì ra tiểu tử này còn tiếp tục đánh nữa. Hàn Kiện nhìn không được phải nhìn ra cửa tòa soạn, đám cảnh sát chết tiệt sao còn chưa tới. Hắn không thấy cảnh sát nhưng có thể thấy Thượng Quan Dũng đang cầm dao giết heo nhìn chằm chằm vào mình. Điều này lập tức làm cho Hàn Kiện cảm thấy Hạ Thiên không phải quá xấu, ít ra thì bây giờ hắn vẫn còn giữ lại được tính mạng. Nếu không có Hạ Thiên thì hắn đã bị Thượng Quan Dũng cho một dao, chắc chắn đã đi chầu Diêm Vương. Trước tiên đập nát tòa soạn này rồi nói sau. Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó đám người nghe thấy những tiếng ầm ầm, thì ra Hạ Thiên đang bắt đầu đập bể tất cả đồ vật trong tòa soạn. Dù là máy tính, bàn ghế, tất cả đều nát nhừ, chỉ trong vài phút mà tòa soạn đã là một đống bề bộn, chẳng khác gì một vụ đánh cướp. Hàn Kiện không nhịn được phải cầu xin. Đừng đập, anh trai, tôi chịu sao 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 nổi nữa. Sao lắm mồm vậy mày? Hạ Thiên mất hứng. Tôi không đánh mày, cầu xin làm gì, có cầu cũng nên đợi đến lúc bị đòn đã. Hàn Kiện khóc không ra nước mắt, Hạ Thiên lúc này cũng không đánh hắn. Chỉ dùng hắn đập vỡ đồ đạc mà thôi. Trong vài phút ngắn ngủi thì Hạ Thiên đã quơ thân thể của hắn đập lên máy tính và rất nhiều bàn ghế. Đám người trong tòa soạn vừa bị đánh cho một trận nhớ đời, nhưng khi nhìn về phía Hàn Kiện thì bọn họ cảm thấy mình giống như chưa bị ai đánh. Trong truyền thuyết có nói, phương pháp giải trừ đau đớn nhanh nhất chính là nhìn thấy thằng khác đau hơn mình, điều này trước đó chưa thể chứng thực, nhưng bây giờ đám người trong tòa soạn đã cảm thấy rất đúng. Cuối cùng cũng xong. Hạ Thiên đập nát tấm biển quảng cáo của tòa soạn, sau đó hắn gật đầu thỏa mãn rồi ném Hàn Kiện xuống đất. Này, thằng ngu, bây giờ tao sẽ đánh mày, mày có thể cầu xin được rồi. Hạ Thiên thuận tay cầm lấy một màn hình máy tính, hắn lẩm bẩm. Thứ này dùng đánh người cùng khá tốt. Á! Phương Thiền đã bị đánh một trận chợt không nhịn được phải thét lên kinh hãi, mà hình máy tính đã được đưa lên đầu Hàn Kiện, nếu bị đập xuống thì coi như xong đời. Hàn Kiện ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt chợt tái nhợt. Tuy vừa rồi hắn cực kỳ thê thảm nhưng ngoài cảm giác đau đớn trên người thì hầu như không có vết thương chí mạng nào. Nhưng bây giờ xem như hắn đã hiểu, tên khốn Hạ Thiên kia căn bản không phải chỉ đánh hắn bị thương không thôi, rõ ràng muốn hắn đau chết. Đừng, đừng đánh, đây không phải là chuyện của tôi, là Uông Đại Hải ép tôi làm. Trong lúc quá sợ hãi, Hàn Kiện coi như chính thức bán rẻ Uông Đại Hải. Hạ Thiên ra vẻ khó hiểu. Thằng ngu Uông Đại Hải muốn mày làm gì? Ông ta bắt tôi phải viết về Lãnh Băng Băng, vì vậy tôi mới đưa tin, thật sự không liên quan đến tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Hàn Kiện cầu xin. Thằng ngu Uông Đại Hải nói mày làm gì thì cũng làm theo sao? Hạ Thiên rất mất hứng. Uông Đại Hải là vợ mày sao? Hàn Kiện không khỏi ngẩn ngơ, nếu Uông Đại Hải mà là vợ hắn thì thế giới đã quá rối loạn rồi. Ông ta biết rõ chuyện tôi thu tiền đưa tin, vì vậy.
vì vậy ông ta uy hiếp tôi. Hàn Kiện ấp úng nói. Hàn Kiện, thằng khốn nạn mày bây giờ đã thừa nhận rồi sao? Thượng quan Dũng ở bên cạnh giống lên tức giận. Cô gái xinh đẹp Phương Thiền thì chợt ngây ngốc, thần tượng sụp đổ. Hừ, tên khốn này dám đưa tin rối loạn, bây giờ liên lụy đến chúng ta. Đúng vậy, con bà nó không phải là người. Vậy mà còn tự xưng là chính nghĩa, quá vô sỉ. Chúng ta phải phân rõ giới tuyến với tên khốn này, chuyện của hắn không liên quan gì đến chúng ta. Đám phóng viên đã bắt đầu mắng lên cực kỳ căm phẫn, ngày thường tên khốn Hàn Kiện kia ăn thịt uống rượu tán gái nào có phần của bọn họ. Bây giờ xảy ra tai họa, bọn họ lại bị liên quan, không tức giận sao được. Thật sự không liên quan đến tôi, anh đi tìm Uông Đại Hải đi. Hàn Kiện lúc này chính thức bỏ đá xuống giếng, hắn cầu xin Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, sau đó hắn gật đầu. Được rồi, tôi sẽ tìm tên Uông Đại Hải ngu ngốc. Hàn Kiện rất mừng rỡ, cuối cùng mạng nhỏ cũng được bảo vệ. Nhưng khi Hàn Kiện còn đang vui sướng thì cảm giác đau đớn đã từ đầu truyền đến, sau đó hắn ngất đi. Khoảnh khắc trước khi hôn mê thì trong đầu hắn vẫn thầm nghĩ. Vì sao còn dùng màn hình máy tính đập lên đầu tôi? Hạ Thiên nhìn Hàn Kiện đang hôn mê, sau đó hắn xoay người bỏ đi, hắn nhìn Thượng quan Dũng rồi lười biếng nói. Này, bây giờ anh có thể giết hắn, tôi đi trước, anh cứ từ từ mà giết. Hạ Thiên nói đi là đi, chỉ một lát sau đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Thượng quan Dũng thì cầm dao giết heo nhìn Hàn Kiện hôn mê trên mặt đất, khoảnh khắc này hắn cảm thấy choáng váng, trước đó hắn muốn đến liều mạng với Hàn Kiện, nhưng bây giờ hắn lại do dự, có nên xiên thằng khốn Hàn Kiện này không? Hạ Thiên vừa ra khỏi tòa báo thì nhận được điện thoại của Tiểu Yêu Tinh, lúc này Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng tranh công. Chồng, em giúp anh tìm được địa chỉ của đám người kia, em lợi hại không? Em là vợ anh, tất nhiên là lợi hại. Hạ Thiên thuận miệng nói, rõ ràng đối với hắn thì Tiểu Yêu Tinh có lợi hại hay không thì cũng là vợ mà thôi. Hi hi, chồng, những topic được lập ra trên mạng phần lớn đều do công ty Giấc Mộng tạo ra, em sẽ đưa địa chỉ của họ cho anh có thể đến tìm. Tiểu Yêu Tinh giống như có vẻ rất vui sướng. Được, anh sẽ đi đánh đám ngu ngốc kia ngay. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Chưa đến một giây sau thì hắn đã nhận được điện thoại của Tiểu Yêu Tinh, đã có địa chỉ của công ty Giấc Mộng. Hạ Thiên đi đến ven đường bắt một chiếc taxi, vì hắn không quen đường, đành phải ngồi taxi. Khi xe taxi vừa chạy đi thì Hạ Thiên đã nhận được điện thoại, người gọi đến không phải là Tiểu Yêu Tinh mà là Triệu Thanh Thanh. Sư phụ, anh đang ở đâu? Có phải đang đến đánh đám phóng viên tòa soạn kia không? Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Liên quan gì đến em? Hạ Thiên có chút mất hứng, Triệu Thanh Thanh này cả ngày làm hại danh dự của hắn, chuyên nhận làm vợ hắn, làm hắn thật sự nổi giận. Sư phụ, nếu anh muốn giải hận cho chị Băng Băng, anh cho em đi với, em muốn đánh tên khốn kia một trận. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. À, vậy thì được, bây giờ em đến tòa soạn đi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng, sư phụ, em đi ngay. Triệu Thanh Thanh hưng phấn kêu lên một tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Nể mặt em thường hay giả danh lừa bịp, anh cũng lừa em một lần. Hơn 10 phút sau, xe taxi dừng lại ở một khu dân cư, Hạ Thiên xuống xe phóng lên lầu 3 khu dân cư. Hắn dựa theo địa chỉ Tiểu Yêu Tinh nhắn tới để đi đến ngoài cửa, hắn nhấc chân đá văng cửa phòng, những tiếng ồn ào vang lên, hơi 10 máy tính và hơn 8 người xuất hiện trong mắt Hạ Thiên. Chương 395. Công ty Giấc Mộng, thực chất cũng chẳng phải công ty gì cả, chưa nói đến vấn đề lập văn phòng trong khu dân cư, hơn nữa chỉ cần nhìn đám người bên trong là biết tình huống rối loạn thế nào. Những người ngồi bên máy tính phần lớn đều 20 tuổi, tất cả đều là đàn ông, kẻ nào cũng cởi áo mặc một chiếc quần cộc, có nhiều tên hút thuốc làm cho khói bụi mù mịt. Trong phòng rất ồn ào, không phải chỉ vì có mở nhạc, hơn nữa còn mở phim, khốn nổi chẳng phải phim thường, là phim sex. Một tên xem phim sex, đám người khác cũng khá bận rộn, những chiếc máy tính không có người ngồi cũng chẳng nhàn rỗi, nhìn lên màn hình máy tính thì thấy có hình ảnh game online, rõ ràng đang treo ức cầy game. Có lẽ vì trong phòng quá ồn, cũng có lẽ vì ai cũng chú tâm vào công tác của mình, vì vậy Hạ Thiên đá văng cửa cũng không ai kịp phản ứng, kẻ nào cũng tiếp tục vọc máy tính. Hạ Thiên vỗ mạnh vào một chiếc máy tính đang treo game online, một tiếng nổ lớn vang lên, máy tính hỏng ngay lập tức. Đến lúc này đám người kia mới phát hiện trong phòng có một vị khách không mời mà đến.
chúng mày đúng là quá ngu, có biết cách thưởng thức không? Con mụ kia xấu không chịu được, sao nhìn hăng say như vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám người trong phòng. Đám người bị Hạ Thiên mắng mà choáng váng, mãi vài chục giây sau mới có phản ứng, vì vậy mà trong phòng cực kỳ ồn ào. Trời ạ, thằng chó này ở đâu chui ra vậy? Hình như là đi từ ngoài vào, sao cửa lại mở ra thế kia? Thằng khốn, mày là ai? Có biết cái gì gọi là nghệ thuật không? Con mẹ nó, dám chê diễn viên tao hâm mộ à? Ông đập chết mẹ mày. Đúng là không có chút trình độ thưởng thức, dù xấu nhưng dáng đẹp, hơn nữa công phu trên giường cũng tuyệt hảo. Các anh em, đập chết mẹ nó đi rồi nói sau. Trước tiên cho nó ra bã, sau đó tiếp tục. Cùng tiến lên, dùng bàn phím cho nó, lên dĩa. Cuối cùng đám người cũng không nói thêm điều gì mà cầm bàn phím phóng về phía Hạ Thiên, kẻ nào cũng bất chấp tất cả, ai cũng có vẻ liều mạng. Những bàn phím máy tính đúng là đánh lên người Hạ Thiên nhưng chỉ đập lên tay, hơn nữa là hắn chủ động vung tay lên cho bàn phím đập xuống. Hạ Thiên chụp lấy bàn phím, sau đó hắn mỉm cười và khẽ dùng sức cướp lấy bàn phím, cuối cùng dùng bàn phím đập vào đám người. Á, đau quá! Trời ạ, đừng đập vào mặt tao, mặt tiền đẹp thế này còn gì nữa? Á, tay tao, con mẹ nó, bàn tay kiếm cơm đó. Đại ca, đại lão, đại hà, đại thần, em xin đại ca, đừng đánh em, nếu em chết thì vẫn còn mẹ già trên 80 và con gái 3 tuổi, còn có vợ 3 vợ 4 đang chờ. Khoảnh khắc này những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, ngay sau đó tiếng mắng chửi và tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên tục, gian phòng càng ồn ào. Hạ Thiên điên cuồng đánh người, cuối cùng hắn cũng dừng lại, nhưng cũng không phải đám người kia cầu xin tha thứ có tác dụng, chẳng qua bàn phím trong tay đã nát như. Này đại ca, anh là ai vậy? Chúng tôi đắc tội với anh sao? Một tên có bộ mặt cực kỳ hèn mọn nói, đây rõ ràng là tai họa bất ngờ giáng xuống đầu. Anh là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, đám ngu ngốc các chú nhớ cho kỹ, đừng động vào anh, nếu không các chú khó sống qua mùa hè năm nay. Hạ Thiên nói đến đây thì ngừng lại, sau đó lại gãi đầu. À, xấu hổ quá, anh quên nói cho các chú biết, các chú đã chọc anh, vì vậy các chú đúng là khó sống qua mùa hè năm nay. Tên đàn ông có bộ mặt bỉ ổi nói. Này đại ca, chúng em nào có chọc giận anh, là anh đột nhiên chạy vào đánh chúng em mà. Đám khốn nạn các chú dám lên mạng mắng chửi vợ anh, còn nói không động vào sao. Hạ Thiên nói với vẻ mặt không vui. Đừng nói tôi không cảnh cáo, mắng vợ anh thì không có kết cục tốt, vì vậy các chú chết chắc rồi. Đại ca, trước tiên anh phải nói cho rõ, vợ anh là ai? Chúng em căn bản không biết anh, sao có thể vô duyên vô cớ hại vợ anh? Tên đàn ông vẫn cảm thấy rất khó hiểu, đây là chuyện chó má gì? Hạ Thiên nhìn tên này, hắn dùng giọng chân thành nói. Anh cảm thấy đầu chú có bệnh, nếu không sao các chú dám mắng vợ anh? À, cũng có thể là các chú chán sống, muốn tìm đường chết, vì vậy mới dám chạy đến mắng vợ anh. Nhưng không sao, nếu các chú muốn chết thì cứ tự sát, sao các chú dám lãng phí thời gian của anh, còn bắt anh phải tự mình đến đây? Đám người trong phòng đều cảm thấy khó hiểu, đầu óc bọn họ rất bình thường, hơn nữa bọn họ cũng không muốn chết, cuộc sống này tươi đẹp cỡ nào, hơn nữa còn có thể nhàn nhã xem Maria Ozawa thổi còi bắn pháo, sao lại muốn chết? Đại ca, vợ anh là ai? Tên đàn ông có vẻ mặt bỉ ổi nói. Vợ anh là cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp quyến rũ nhất, là Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông bỉ ổi. Đám các chú không có mắt thưởng thức, cũng không có cái đầu, vừa rồi không phải đang mắng chửi vợ anh sao? Lãnh Băng Băng. Khi nghe được cái tên này thì tên đàn ông bị ổi và tất cả đám người nơi đây đều ngây ngẩn, sau đó anh nhìn tôi nhìn anh, bọn họ đều đã hiểu rõ, chủ nhân tìm đến tận cửa. Điều này, đại ca, thật ra chúng em chỉ là một nhóm chơi game chuyên nghiệp, chúng em chỉ nhận tiền tạo topic và bàn tán, chúng em cũng không mắng vợ anh. Tên đàn ông bị ổi cẩn thận giải thích. Những topic kia là do các chú tạo ra sao? Hạ Thiên hỏi. Điều này, đúng là chúng em làm ra, nhưng... Tên đàn ông bị ổi còn muốn giải thích. Hạ Thiên mất kiên nhẫn cắt ngang lời. Các chú làm ra thì tốt, anh không cần quan tâm các chú làm sao để tạo ra topic và bàn tán này nọ, anh chỉ xem kết quả. Cuối cùng là các chú mắng vợ anh, vì vậy các chú phải bị trừng phạt. Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người trong phòng, sau đó hắn lười biếng hỏi. Nói đi, các chú muốn chết thế nào? Nếu khôn thì ngoan ngoãn đứng cho anh đập, anh chỉ đập một cái thôi,
sống chết có số, nếu không chết thì coi như may mắn, thế nào? Ý kiến không tồi phải không? Hừ, sao có ý kiến khốn nạn vậy? Trong lòng đám người thầm mắng chửi, nhưng chẳng ai dám nói ra. Có vài tên thậm chí có ý nghĩ bỏ chạy nhưng cũng không dám động. Đám người bọn họ bây giờ chỉ mặc một cái quần ngắn, chạy ra cũng quá thô bỉ. Ông xã, điện thoại kìa! Ông xã, điện thoại kìa! Tiếng chuông điện thoại vang lên, sau đó đám người thấy Hạ Thiên lấy điện thoại ra nghe. Con bà nó, chạy mau! Một tiếng hô lớn vang lên, sau đó một tên chạy về phía cửa, đây là cơ hội khó có, lúc này không chạy thì còn đợi khi nào? Á! Tên này vừa chạy ra đến cửa thì phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó hắn ngã lăn xuống đất ngất đi. Vẻ mặt đám người khác trở nên tái nhợt, bọn họ vừa mới thấy tên khốn Hạ Thiên kia dùng một cái màn hình máy tính đập lên đầu tên đáng thương kia. Lúc này tên kia đã hôn mê, còn có chết hay không thì chưa ai xác định được. Đáng lý ra cũng có vài tên định nhân cơ hội này mà bỏ chạy nhưng bây giờ đã hoàn toàn không dám, ai cũng ngoan ngoãn ngồi yên, thành thật chờ Hạ Thiên tiếp điện thoại. Vợ, có chuyện gì? Hạ Thiên nhận điện thoại, người gọi đến là Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Yêu Tinh bắt đầu tranh công. Chồng, chồng, em lại giúp anh một đại ân, lần sau gặp em phải ban thưởng đấy nhé. Được, lần sau đến thủ đô anh sẽ ban thưởng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thật sao, chồng, vậy anh có thể làm cho ngón tay của em trở nên linh hoạt hơn một chút không? Em muốn từ vị trí thứ ba thế giới lên thứ nhất. Tiểu Yêu Tinh hưng phấn nói. Chuyện nhỏ như con thỏ. Hạ Thiên đồng ý. Trước tiên em nói cho anh biết, em giúp anh cái gì? Chồng, em đã điều tra xong những tên khốn tạo topic chửi bới trên mạng, còn tra xét bản ghi chép điện thoại và tài khoản ngân hàng, em phát hiện bọn họ nhận tiền để tạo topic. Đúng rồi, còn có một quán gọi là Thủy Ngân. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Em còn thuận tiện điều tra Uông Đại Hải, sau đó em phát hiện tên này rất xấu. Hắn là luật sư nhưng cấu kết với cha vợ là Trịnh Trường Phong để làm rối loạn nhiều vụ án. Em chỉ biết những thứ này thôi sao? Hạ Thiên không có chút vui sướng. Anh cũng biết những thứ này. Sao? Tiểu Yêu Tinh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng vội vàng nói. Chồng, chỗ này của em có rất nhiều chuyện xấu mà bọn họ đã làm, em có thể đưa cho anh. Tên Uông Đại Hải kia lợi dụng để tấn công Lãnh Băng Băng, anh cũng có thể ăn miếng trả miếng. Đưa hết tất cả những chuyện xấu của bọn họ lên mạng. Cần gì phiền phức như vậy, anh chuẩn bị xử lý bọn họ. Hạ Thiên cũng không muốn dùng biện pháp của Tiểu Yêu Tinh. Chồng, anh trực tiếp đến xử lý bọn họ, như vậy bọn họ chỉ chết trong vô danh, như vậy cũng không tốt. Nếu anh phát tán chuyện xấu của bọn họ lên mạng, như vậy cả nước sẽ có cả tỷ người chửi mắng, anh không thấy như vậy thì tốt hơn sao? Tiểu Yêu Tinh cũng không muốn làm cho công sức của mình trở thành công cốc. Nàng tiếp tục thuyết phục Hạ Thiên. Còn nữa, chồng, đám người kia sẽ mắng hai tên khốn kia mà bỏ qua chị Băng Băng. Hi hi, chúng ta có thể nói ngược lại, Lãnh Băng Băng là nữ cảnh sát chính nghĩa bị bọn họ hãm hại. Lần này thì Hạ Thiên có chút động tâm, hắn lầm bầm. Như vậy cảnh sát tỷ tỷ chắc sẽ rất vui. Tất nhiên rồi, chị ấy sẽ rất vui, nếu chị ấy vui thì nói không chừng sẽ dùng thân báo đáp cho anh. Tiểu Yêu Tinh liên tục nói. Vậy thì được, cứ làm như thế. Hạ Thiên lập tức có quyết định, chỉ cần cảnh sát tỷ tỷ vui sướng thì hắn sẽ vui sướng. Tất nhiên, nếu có thể để cho cảnh sát tỷ tỷ đồng ý không mặc đồ ngủ với hắn, như vậy sẽ còn vui hơn. Chương 396. Hạ Thiên không quen thuộc với những trò lên mạng tạo topic mắng người, nhưng không sao, trước mặt hắn có 7-8 tên rất am hiểu vấn đề này. Hạ Thiên căn bản muốn cho đám người chửi vợ này một trận no đòn. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra giá trị của bọn họ, vì vậy mới quyết định bỏ qua. Đám người được Hạ Thiên đại nhân đại lượng tha cho một mạng, nếu nói theo lời của tên đàn ông bị ổi thì cảm động rơi nước mắt. Bọn họ thề sẽ lập tức hành động giỏi lý lẽ cho Hạ Thiên và của cả mọi người, bọn họ nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất để cho nhân dân cả nước biết được những thành tích vĩ đại của cha con nhà Uông Đại Hải. Trời ạ, hai tên này đúng là cầm thú. Đúng là không phải người, lương tâm ném cho chó ăn. Không đúng, trái tim đám này quá đen, chó cũng không thèm ăn. Con bà nó, tên khốn này có thể hoãn chết cho một tên giết ba mạng người, ông cho bọn họ này lên báo có thể được hưởng vài ly rượu cúng không? Còn nữa, đám cầm thú này có thể hoãn hình phạt cho các người đẹp, trời ạ! Đám người này nhanh chóng nhận được tư liệu của Tiểu Yêu Tinh, khi thấy được những hành vi của Uông Đại Hải thì bắt đầu tức giận mắng chửi. Đại ca, anh yên tâm,
chúng em đảm bảo đám khốn nạn này sẽ bị các diễn đàn mổ xẻ, sẽ làm cho hai tên khốn này không còn chỗ dung thân. Tên đàn ông bị ổi đứng ra đảm bảo với Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên cũng không tin vào lời cam đoan của đối phương, hắn lười biếng nói. Dù sao anh cũng sẽ ở đây xem các chú, đến tối trước khi anh đến tìm cảnh sát tỉ tỉ, nếu vẫn còn những lời mắng chửi trên mạng thì các chú liệu hồn. Tên đàn ông bị ổi nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Nhưng tên này cũng không dám nói gì, hắn hét lên với đám đồng bạn. Các anh em, thời gian căng như dây thun, chuẩn bị nhanh lên, khởi công. Dưới sự chỉ huy của tên đàn ông hèn mọn bị ổi, đám đàn ông trong phòng bắt đầu công tác. Hạ Thiên thì không có việc gì làm, hắn không tham gia nhưng làm công tác giám sát. Chỗ này có người mắng cảnh sát tỉ tỉ. Người này đã mắng. Còn có chỗ này. Đại ca, em sẽ chửi cả dòng họ nhà nó. Tên đàn ông bị ổi ở bên cạnh vừa lau mồ hôi vừa gõ bàn phím, liên tục chiến đấu với đám người trên diễn đàn. Nhưng cuộc chiến cũng không dễ dàng như vậy, tên đàn ông bị ổi tuy bản lĩnh mắng người, xuất thần nhập hóa, nhưng sau khi mắng được vài tên thì có nhiều người hè nhau lại, chơi, hắn. Hạ Thiên có chút khó chịu, hắn quyết định tự mình ra trận chiếm cứ vài chiếc máy tính nhàn rỗi, sau đó hắn tìm ra những diễn đàn có topic mắng chửi lãnh băng băng. Sau khi phát hiện ra kẻ địch thì hắn nói ngay cho Tiểu Yêu Tinh, để Tiểu Yêu Tinh hack đám người kia. Đến lúc này đám người mắng chửi lãnh băng băng điên cuồng đã biến mất, điều này làm cho đám người trong phòng cực kỳ mơ hồ, bọn họ muốn mắng người nhưng đối tượng đã biến mất, đây rõ ràng là cuộc chiến không còn cân sức. Lúc này chiến trường đã nghiêng về một phía, đây tất nhiên là điều tốt với đám do bị ổi, vì vậy đám người nhanh chóng truyền bá những chuyện xấu của cha con Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải, tiện thể còn tán dương lãnh băng băng. Hận không thể coi nàng là nữ thần. Triệu Thanh Thanh cảm thấy rất khó hiểu, nàng ở bên ngoài tòa soạn báo nhanh Giang Hải chờ Hạ Thiên, khi còn chưa chờ được bao lâu thì đã phát hiện có một đám cảnh sát từ bên trong đi ra. Ngoài đám cảnh sát thì có một nhóm lớn phóng viên mặt mũi bầm dập, Triệu Thanh Thanh tiến lên hỏi thăm, khi đó mới biết người ra tay là Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh vốn có hào hứng bừng bừng chuẩn bị đánh phóng viên, nàng chờ mong tình cảnh hai thầy trò liên thủ. Thậm chí trên đường đến đây đã nghĩ đến hình tượng nữ đại thần phát huy thần uy. Nào ngờ ảo tưởng của nàng đã tan vỡ hoàn toàn, vì vậy mà trong lòng cực kỳ buồn bực. Sư phụ, anh đúng là không biết chịu trách nhiệm. Triệu Thanh Thanh cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên, sau đó dùng giọng căm giận nói. Này, em đừng nói lung tung, sao anh không chịu trách nhiệm? Trước nay anh đều luôn chịu trách nhiệm. Hạ Thiên có chút mất hứng, ngày hôm qua An Khả Khả đã nói hắn không chịu trách nhiệm. Hôm nay Triệu Thanh Thanh lại nói lời tương tự. Các nàng không phải là vợ hắn, vì sao phải bắt hắn phải chịu trách nhiệm? Lúc này Triệu Thanh Thanh lại tiếp tục. Sư phụ, anh rõ ràng nói sẽ cùng em đến đánh đám nhà báo vô lương tâm, còn nói em đứng đợi anh, nhưng anh đã đánh người, hơn nữa còn gọi em đứng không, đây chẳng phải không chịu trách nhiệm sao? Anh chưa nói sẽ cùng em đến đánh phóng viên, cũng không nói em đứng đó chờ, anh chỉ nói em đi đến đó mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng. Anh cũng chưa nói anh sẽ đi, không liên quan đến anh. Triệu Thanh Thanh cảm thấy buồn bực, nàng suy nghĩ một chút, Hạ Thiên quả nhiên chưa nói những lời kia. Lúc đó nàng vô thức cho rằng ST sẽ đến mà thôi, bây giờ nàng coi như đã hiểu rõ, vị sư phụ này rõ ràng là lừa đảo siêu cấp. Sư phụ, sao anh có thể nói như vậy? Triệu Thanh Thanh bắt đầu kháng nghị. Anh chẳng những làm hại tâm linh nhỏ bé của em, hơn nữa còn lừa gạt thân thể thuần khiết của em. Bây giờ em muốn đến tố cáo anh với chị Băng Băng. Em đã 18 tuổi, cũng không còn nhỏ, chỉ những cô bé mới được gọi là nhỏ. Hạ Thiên bất mãn nói. Còn nữa, em đừng nói bậy bạ, anh không lừa gạt thân thể của em, anh không có hứng thú với thân thể của em. Dù em có đến trách móc anh với cảnh sát tỉ tỉ, sợ rằng cảnh sát tỉ tỉ sẽ không tin anh có ánh mắt thấp kém như vậy. Hạ Thiên cũng không quan tâm Triệu Thanh Thanh còn muốn nói điều gì, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Bây giờ hắn đang rất bận rộn, cũng không rảnh cùng đoán mò với Triệu Thanh Thanh. Mình sao lại không còn nhỏ, rõ ràng người ta còn thơ dại mà. Triệu Thanh Thanh lầm bầm trong điện thoại. Còn nói là không lừa gạt thân thể thuần khiết của mình, kéo thân thể thuần khiết của mình từ trong nhà đến tòa soạn, như vậy còn chưa phải là lừa gạt sao? Đúng là không chịu trách nhiệm. Triệu Thanh Thanh khó hiểu thì cứ khó hiểu, nhưng nàng cũng không còn biện pháp nào khác, cũng chỉ đành bắt taxi về nhà. Triệu Thanh Thanh mở máy tính ra kết nối, nàng đang định lên mạng tiếp tục mắng chửi với đám khốn nạn dám vu oan cho chị lãnh băng băng để phát tiết bực bội trong lòng. Nhưng ngay sau đó nàng lại buồn bực,
vì nàng đột nhiên phát hiện chẳng còn ai mắng Lãnh Băng Băng. Tuy nói theo lý thì không có ai mắng Lãnh Băng Băng, Triệu Thanh Thanh phải vui sướng mới đúng, nhưng sự kiện quỷ dị này làm nàng cảm thấy rất khó hiểu, giống như có người muốn đối nghịch với nàng vậy. Nhất định là sư phụ không chịu trách nhiệm đã làm ra chuyện này. Triệu Thanh Thanh căm giận nói, nàng vốn chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, nhưng nàng không biết một lời như vậy lại trúng đích, việc này coi như Hạ Thiên đang làm. Những chuyện trên vốn được truyền bá rất nhanh, nếu một khi có người tận lực trợ giúp thì còn truyền đi nhanh hơn. Nếu trong đám trợ giúp còn có một hacker, như vậy tốc độ truyền bá rõ ràng là độc nhất vô nhị. Chỉ sau thời gian ngắn thì sự việc về hai cha con Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải đã được truyền bá rộng khắp trên. Sau khi chứng kiến thành tích vĩ đại của hai cha con người này, các thành viên diễn đàn lập tức tìm tòi thêm thông tin. Không bao lâu sau, tất cả những vấn đề của hai cha con nhà này được bới ra sạch sẽ, những vụ án được Uông Đại Hải nhúng tay đều được liệt kê ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì quần chúng trên mạng đã phẫn nộ. Còn Lãnh Băng Băng thì lập tức không còn ai chú ý, ngẫu nhiên cũng có vài topic nhưng phần lớn là tán dương nàng như nữ thần. Cứ như vậy mà sau vài giờ, tình thế chợt xoay chuyển, Lãnh Băng Băng đã thoát khỏi vòng xoáy dư luận, Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải lại trở thành những phần tử chịu búa rìu dư luận. Lực ảnh hưởng của những sự kiện này bùng lên mạnh mẽ qua, sau đó bắt đầu lan tràn, rất nhiều hãng truyền thông đã dõi mắt về thành phố Giang Hải, thậm chí cả những cán bộ cao tầng tỉnh Bình Hải cũng chú ý đến sự kiện này. Trong một phòng làm việc ở khu tỉnh ủy, vẻ mặt phó chánh án Trịnh Trường Phong đã tái nhợt, trước đó không lâu lão biết được những sự kiện trên. Lúc đầu lão cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn nhỏ, lão có thể dự đoán chỉ trong một thời gian nữa truyền thông sẽ kéo đến như thác lũ, khi đó lão sẽ trở thành tiêu điểm của dư luận. Kéo một phần tử tội phạm hoãn án tử hình là chuyện dễ làm với Trịnh Trường Phong, cho tới bây giờ lão vẫn thấy không có vấn đề gì. Dù có người náo loạn thì lão cũng tìm ra được rất nhiều lý do để phản bác. Ví dụ như liên quan đến nhân quyền, tình tiết vụ án chưa đầy đủ, cần bảo lưu để điều tra hoàn thiện, hay có những tình tiết cần phải xem xét. Trong thời buổi pháp luật còn chưa hoàn thiện thì lão có thể tìm ra rất nhiều lỗ hổng pháp luật để chui vào, tất nhiên lợi dụng nó sẽ mang đến cho lão rất nhiều lợi ích. Nhưng sự việc bây giờ bị chọc ra, đồng thời không phải chỉ là một hai vụ, một lần hơn 10 vụ, đến lúc đó lão bị dư luận vây công. Dù không việc gì thì cũng khó giữ lại chức phó chánh án. Đồng thời sau này đừng mơ được công tác ở tòa án. Đúng là gặp quỷ, ai chơi mình. Trịnh Trường Phong nghĩ không ra, gần đây hình như lão không đắc tội với ai, sao lại sinh chuyện không có bất kỳ dấu hiệu nào thế này. Điện thoại trên bàn công tác chợt vang lên, Trịnh Trường Phong nhấc điện thoại, lão dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Ai vậy? Là tôi. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp. Vẻ mặt Trịnh Trường Phong chợt biến đổi, lão trở nên cung kính. Anh tìm tôi sao, anh có gì phân phó? Chuyện trên mạng, anh biết rồi chứ? Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn rất âm trầm. Tôi vừa được biết. Trịnh Trường Phong vội vàng nói. Anh tính giải quyết thế nào? Người kia tiếp tục. Trịnh Trường Phong có chút chần chừ, sau đó lão cẩn thận hỏi. Anh thấy thế nào? Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó thản nhiên nói. Tìm một phương án ra đi có tôn nghiêm một chút. Chương 397. Cái gì? Trịnh Trường Phong chấn động. Anh nói, để cho tôi chủ động từ chức sao? Trịnh Trường Phong cũng không muốn từ chức, lão có được địa vị như vậy là không dễ dàng, nếu từ chức thì tất cả những gì lão phấn đấu nhiều năm sẽ không còn tồn tại. Tất nhiên nếu so sánh với bị mất chức hoặc truy cứu trách nhiệm thì sẽ nghiêm trọng hơn, dù sao chủ động từ chức cũng là một phương pháp ra đi trong tôn nghiêm. Điện thoại bên kia trầm mặc thêm vài giây, sau đó lại tiếp tục nói. Tỉnh ủy đã thành lập tổ điều tra, nhiều nhất là nửa giờ nữa, bọn họ sẽ xuất hiện ở phòng làm việc của anh. Chuyện của anh không che được, nhưng chúng tôi hy vọng vấn đề chỉ dừng lại ở mức này thôi. Ủy ban kỷ luật sẽ điều tra sao? Trịnh Trường Phong bắt đầu cảm thấy không ổn. Anh, ý của anh là, nếu anh tình nguyện hy sinh vì mọi người, chúng tôi có thể đảm bảo cho cả nhà anh sống nửa đời sau trong sung sướng. Giọng điệu ở đầu dây bên kia chợt trở nên lạnh lùng, đối phương giống như không hài lòng với những phản ứng của Trịnh Trường Phong, cũng có thể cảm thấy Trịnh Trường Phong đang giả vờ ngu ngơ. Trịnh Trường Phong cũng không phải giả ngu, trước đó lão không kịp phản ứng, nhưng bây giờ thì lão đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Khoảnh khắc này lão cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Anh, ý anh là tôi phải chết. Trịnh Trường Phong ngây người nửa phút đồng hồ mới mở miệng, giọng điệu khô khốc.
cuối cùng lão cũng biết đó không phải là từ chức, rõ ràng là rời khỏi cõi đời này. Trịnh Trường Phong biết rất rõ, nếu lão bị bắt để điều tra, như vậy sẽ rũ ra rất nhiều mối quan hệ. Dù lão đảm bảo mình rắn miệng nhưng người ta sẽ không tin, đối với đám người này thì chỉ có người chết mới giữ được bí mật, vì vậy bọn họ hy vọng lão chết, hơn nữa hy vọng chết trước khi tiếp nhận điều tra. Không phải tôi muốn anh chết. Giọng điệu bên kia có chút không vui. Là anh cảm thấy có lỗi với đảng, với nhân dân, anh không muốn tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật, anh sợ tội tự sát. Trịnh Trường Phong đã hiểu, dù lão không sợ tội và tự sát thì cũng bị xem là sợ tội tự sát, rõ ràng đến lúc này lão đã không còn đường sống. Tôi không hiểu, chẳng phải chỉ là vài kẻ không biết chuyện và ồn ào trên mạng sao? Sự việc có gì nghiêm trọng như vậy? Trịnh Trường Phong còn muốn giãy giụa lần cuối, lão quả thật không thể nghĩ ra, những chuyện thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra, trước đó không phải được xử lý theo kiểu sấm to mưa nhỏ sao? Đối với Trịnh Trường Phong thì sự việc như vậy cùng lắm chỉ là từ chức tránh gió, dù sao cũng không thể mất mạng. Đến bây giờ anh vẫn còn nói những lời này, anh có chết cũng không oan. Người bên kia đã nổi giận. Điều này không liên quan đến đám người trên mạng, anh sai ở chỗ đắc tội với người không nên đụng vào. Tôi đắc tội với ai? Trịnh Trường Phong không hiểu rõ, vì vậy lão muốn hiểu, dù là chết thì lão vẫn phải hiểu rõ. Đến bây giờ anh vẫn còn chưa biết mình đắc tội với ai sao? Điện thoại bên kia vang lên giọng nói chỉ tiếc không rèn sắt khi còn nóng. Anh không có việc gì làm thì động đến Lãnh Băng Băng làm gì? Hơn nữa còn kéo dây đến cả Hạ Thiên sao? Anh biết hắn là ai không? Anh muốn tìm chết cũng đừng nên làm như vậy. Lãnh Băng Băng, Hạ Thiên sao? Trịnh Trường Phong càng thêm mê hoặc. Tôi có trêu tức bọn họ đâu. Trịnh Trường Phong nói những lời này thì trong lòng không khỏi bừng lên chút hy vọng, có lẽ đây chỉ là một trường hợp cá biệt, chỉ là hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì không có vấn đề. Anh không chọc vào bọn họ sao? Anh đi mà hỏi con rể tốt của mình. Người bên kia hừ lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Uông Đại Hải sao? Vẻ mặt Trịnh Trường Phong chợt trắng bệch, lão bắt đầu ý thức được điều này cũng không phải là hiểu lầm. Uông Đại Hải nằm trên giường bệnh mà vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn, nhưng dựa theo lời của bác sĩ thì hắn chỉ bị thương phần mềm, tóm lại không tính là quá nặng. Nhưng dù sao hắn cũng cần phải có thời gian điều dưỡng, như vậy mới có thể khôi phục, trên cơ bản mới không để lại di chứng. Tuy trên người rất đau nhưng tâm tình của Uông Đại Hải là rất tốt. Sau khi bị đánh một trận ở phân cục quận Đông thì cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra tiểu tử Hạ Thiên kia có quan hệ mật thiết với Lãnh Băng Băng nổi danh đình đám. Hắn biết rõ Lãnh Băng Băng có bối cảnh không tầm thường, nhưng hắn thấy Hạ Thiên chỉ là một tên mặt trắng ăn bám mà thôi, chẳng qua chỉ dựa vào Lãnh Băng Băng mà muốn làm gì thì làm. Dù hắn vẫn còn nằm trên giường bệnh nhưng đã vạch kế hoạch trả thù, bước đầu tiên chính là làm cho thanh danh của Lãnh Băng Băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đó hắn đã xem bản tin về Lãnh Băng Băng trên báo Nhanh Giang Hải, đồng thời cũng lên mạng xem tin tức, kết quả làm hắn tương đối thỏa mãn, hắn tin Lãnh Băng Băng sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Uông Đại Hải vì muốn kiểm nghiệm thành quả của mình mà cầm điện thoại kết nối, trước tiên hắn vào một diễn đàn ở Giang Hải, sau đó lập tức sững sốt. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao không còn tin tức nào về Lãnh Băng Băng? Nhưng lúc này Uông Đại Hải cũng thấy được những tin tức sốt dẻo nhất, sao lại quen mắt như vậy? Sao lại có tên mình? Uông Đại Hải tranh thủ mở ra xem, hắn còn chưa xem hết nội dung thì vẻ mặt đã biến đổi, kẻ nào tung hết chuyện xấu của hắn lên mạng thế này? Uông Đại Hải không cam lòng, hắn lại sang những diễn đàn khác nhưng phát hiện bên nào cũng như nhau. Mẹ kiếp, đám khốn nạn kia nhận tiền mà không làm việc sao? Uông Đại Hải tức giận mắng một câu, sau đó hắn chuẩn bị điện thoại. Nhưng hắn còn chưa điện thoại đi thì đã có điện thoại đến, Uông Đại Hải nhìn qua dãy số, đây là số điện thoại của cha vợ Trịnh Trường Phong, vì vậy hắn tranh thủ nhận điện thoại. Cha, tìm con có chuyện gì? Uông Đại Hải khách khí hỏi. Cha vợ là một chỗ dựa vững chắc, tất nhiên hắn phải khách khí một chút. Có phải cậu đắc tội với Lãnh Băng Băng không? Đồng thời còn chọc vào một người tên là Hạ Thiên. Giọng điệu của Trịnh Trường Phong có chút kỳ quái, trong ấn tượng của Uông Đại Hải thì ngày thường Trịnh Trường Phong sẽ không nói chuyện bằng giọng điệu như vậy. Cha, không phải con chọc vào bọn họ, là bọn họ chọc vào con trước. Tên khốn Hạ Thiên kia đã phế Tiểu Long, bây giờ còn đánh con vào bệnh viện, hắn ỷ vào Lãnh Băng Băng, vì vậy. Uông Đại Hải nhanh chóng giải thích. Đủ rồi, anh câm miệng cho tôi. Trịnh Trường Phong đột nhiên gầm lên cắt ngang lời Uông Đại Hải. Ông đã bị mày hại chết rồi. Uông Đại Hải không khỏi giật mình,
Lúc này trong điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút, Trịnh Trường Phong đã cúp điện thoại. Uông Đại Hải chần chờ một chút, sau đó hắn điện thoại lại cho Trịnh Trường Phong, điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy. Điều này làm cho Uông Đại Hải cảm thấy rất quái dị, hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Đúng lúc này có một y tá đi vào phòng bệnh, trên tay là một lọ dung dịch. Anh là Uông Đại Hải phải không? Cô y tá đến bên giường nhìn Uông Đại Hải, sau đó hỏi xác nhận. Đúng vậy, là tôi. Uông Đại Hải khẽ gật đầu. Anh có truyền dịch, vươn tay ra. Cô y tá nói xong thì chuẩn bị trích cho Uông Đại Hải. Uông Đại Hải có chút kỳ quái. Không phải hôm nay đã xong rồi sao? Bác sĩ vừa nói tăng thêm, nếu có gì cứ hỏi bác sĩ. Y tá giải thích. Chỉ một chai thôi sao? Uông Đại Hải nhìn bình thuốc rồi hỏi. Đúng, chỉ một chai thôi. Cô y tá gật đầu nói. Vậy thì được, truyền đi. Uông Đại Hải cũng không tiếp tục truy vấn, dù sao truyền một chai nước cũng chỉ mất 10 phút mà thôi. Một phút sau Uông Đại Hải đột nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, toàn thân rất khó chịu. Hắn đưa tay xuống định nhấn chuông gọi y tá, nhưng hắn chỉ đưa tay được một nửa, ngay sau đó bàn tay đã rũ xuống. Cứu! Uông Đại Hải dùng hết sức để hô cứu mạng, nhưng khi vừa nói được một chữ thì đã rời khỏi nhân thế. Hầu như cũng khoảng thời gian này, ở lầu 7 một khu nhà tỉnh ủy, Trịnh Trường Phong nhảy lầu chết ngay tại chỗ. Lúc này lão đã phải chết, nhưng cái chết không tôn nghiêm, tình trạng rất thảm. Phân cục công an quận Đông. Lúc này đã là 6 giờ, vì hôm nay đội cảnh sát hình sự không có chuyện gì, ngoài những cảnh sát trực ban thì những người khác chuẩn bị tan tầm. Nhưng đúng lúc này mọi người chợt nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đi đến, ngay sau đó ánh mắt người nào cũng có chút mập mờ, tất nhiên cũng có chút mập mờ. Điều này cũng rất bình thường, dù là người đàn ông nào cũng vậy, nếu có được một người đẹp cực phẩm như Lãnh Băng Băng thì rõ ràng rất đáng được hâm mộ. Người làm cho đoàn người phải hâm mộ chính là Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không có thời gian đi chào hỏi đám cảnh sát, hắn đi thẳng đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng, sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tâm tình của chị đã tốt lên chưa? Khi thấy Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên đã hỏi ngay. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tốt cái đầu cậu. Cảnh sát tỷ tỷ, tâm tình của chị còn chưa tốt sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, cũng có chút nghi hoặc. Sao lại như vậy? Đám phóng viên ngu ngốc đã bị tôi đánh một trận, tòa soạn cũng bị đập nát, còn nữa, bây giờ cũng không còn người mắng chị nữa. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hỏi. Cảnh sát tỷ tỷ, có phải có người mắng chị nữa không? Chị nói cho tôi biết, tôi sẽ cho Tiểu Yêu Tinh hét ngay, hoặc là tôi tự mình đến cho hắn một trận. Cậu suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Uông Đại Hải và Trịnh Trường Phong có chuyện gì xảy ra? Có phải là cậu làm không? Có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Uông Đại Hải đã chết, kiểm tra sơ bộ là trúng độc, Trịnh Trường Phong thì rơi từ lầu 7 xuống mà chết. Tôi hỏi cậu, có phải cậu giết bọn họ không? Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên. Tôi biết cậu có năng lực này, nhưng cậu có biết, nếu bọn họ còn sống thì hữu dụng hơn cả khi chết không? Cậu không biết sử dụng thủ đoạn khác được sao? Chương 398. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng bị Hạ Thiên nhìn có chút mất tự nhiên, hắn tức giận hỏi. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi muốn đánh mông chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng tức giận mà gương mặt đỏ hồng, nàng trừng mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Cậu có bệnh sao? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi nào có bệnh gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Cậu không có bệnh sao ăn nói bậy bạ như vậy? Lãnh Băng Băng tức giận nói, lưu manh này đúng là, thật sự không nên quá tốt với hắn, nhưng gần đây nàng vô tình đối xử với hắn tốt hẳn lên. Vì vậy mà lưu manh được một tấc tiến thêm một thước. Bây giờ hắn còn muốn đánh mông nàng, tất nhiên nàng sẽ không thỏa mãn sở thích biến thái của đối phương. Hạ Thiên lắc đầu, hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi không nói bậy bạ, là chị nói lung tung mới đúng. Sao chị có thể hoài nghi ánh mắt của tôi như vậy? Tôi giết người sẽ không dùng phương pháp hạ độc, cũng sẽ không để người ta phải nhảy lầu, như vậy chẳng có chút sáng ý nào. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tuy tôi rất thích chị, nhưng chị nói sai thì phải chịu phạt, vì vậy tôi quyết định phải đánh mông chị. Không cho cậu làm sằng bậy.
Lãnh Băng Băng phát hiện ánh mắt của Hạ Thiên chằm chằm vào mông mình, nàng lập tức sinh ra cảm giác không ổn, lưu manh này không thật sự đánh mông nàng đấy chứ. Đét! Một âm thanh khá nhỏ vang lên, bàn tay Hạ Thiên đã rơi lên cặp mông khủng của Lãnh Băng Băng. Cậu! Lãnh Băng Băng lập tức trở nên xấu hổ, tên lùm chết tiệt này, đúng là càng lúc càng kỳ cục. Hạ Thiên đưa một tay lên bộ ngực đồ sộ, một tay đưa xuống bóp cặp mông khủng bố của Lãnh Băng Băng, đồng thời còn nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi ra tay rất nhẹ, cũng không đau, nếu là người khác sẽ không nhẹ tay như vậy. Thả tôi ra. Lãnh Băng Băng có chút bất mãn, lưu manh này ra tay rất nhẹ, cũng thật sự không đau, nhưng bàn tay chết tiệt đang bóp mông làm nàng cảm thấy nóng hừng hực, còn sinh ra một cảm giác nói không nên lời. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không buông Lãnh Băng Băng ra, hắn cười hì hì nhìn nàng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị vừa bị trừng phạt, bây giờ sẽ được ban thưởng. Tôi không cần cậu ban thưởng. Lãnh Băng Băng còn chưa kịp kháng nghị thì đã bị chặn môi, vì vậy mà trong lòng không khỏi mắng chửi Hạ Thiên. Tên khốn kiếp này, quả nhiên nàng đoán không sai, ban thưởng chính là tự thưởng nàng cho hắn mới đúng. Hạ Thiên nhấm nháp môi Lãnh Băng Băng, hai bàn tay cũng lục lọi trên người nàng. Sau khi cặp mông khủng bố bị hắn xoa bóp chán chê thì bắt đầu leo lên đỉnh núi bên trên, sau đó hắn cũng bị Lãnh Băng Băng dùng sức đẩy ra. Cậu còn làm sằng bậy thì tôi sẽ chẳng quan tâm đến cậu. Hai gò má của Lãnh Băng Băng đỏ bừng bừng, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lưu manh này đúng là, không chút thay đổi. Thật ra Lãnh Băng Băng không biết, thật ra Hạ Thiên cũng đã thay đổi, nhưng cảm giác của nàng với hắn cũng không đổi, thực tế thì Hạ Thiên vẫn là Hạ Thiên trước kia. Cảnh sát tỉ tỉ, chị là vợ tôi, không thể không để ý đến tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng lập tức yên lặng, thật ra nàng cũng biết, mình chẳng qua chỉ nói cho qua mà thôi. Đừng nói nàng không thật sự không để ý đến Hạ Thiên, dù nàng muốn thì hắn sẽ xuất hiện trước mặt nàng liên tục, đuổi cũng không đi. Hừ, tôi phải về. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ, đêm nay nàng muốn về nhà sớm, vài ngày qua nàng chưa được nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng Lãnh Băng Băng nói ra những lời này thì có chút hối hận, đây là mình không phải vẽ đường cho Hạ Thiên theo về nhà sao? Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng hối hận cũng đã muộn, nàng phải về nhà, mà Hạ Thiên cũng theo sau. Vài phút sau Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thân mật rời khỏi cục cảnh sát, tất nhiên lại đưa đến rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Chẳng qua cũng chỉ là đám cảnh sát nam hâm mộ Hạ Thiên, không có bất kỳ nữ cảnh sát nào hâm mộ Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng chạy xe cảnh sát. Một lúc sau nàng không nhịn được phả hỏi một câu. Cái chết của Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải thật sự không liên quan gì đến cậu sao? Cảnh sát tỉ tỉ, chị còn muốn bị đánh mông sao? Hạ Thiên trừng mắt, chẳng lẽ vợ cảnh sát tỉ tỉ bị đánh và nghiện cảm giác rồi? Nếu là như vậy thì sau này hắn phải đánh nhiều hơn mới được. Câu. Lãnh Băng Băng tức giận không thôi, sau đó nàng trừng mắt với Hạ Thiên. Không cho phép cậu đánh vào đó. Hạ Thiên chợt cảm thấy có chút tiếc nuối. Cảnh sát tỉ tỉ, thì ra chị không thích bị đánh đòn. Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn tông vào xe người khác, đây không phải nói nhảm sao. Ai thích bị đánh đòn? Lãnh Băng Băng cố nén xúc động, nàng quyết định không nói thêm điều gì, thôi thì nên lái xe về nhà, nếu không nàng sợ mình sẽ xảy ra tai nan. Nhưng Lãnh Băng Băng không nói thì Hạ Thiên lại chủ động hỏi. Vợ cảnh sát tỉ tỉ. Hai tên khốn Uông Đại Hải và Trịnh Trường Phong rõ ràng không có gì hữu dụng, có chết hay không cũng chẳng sao, chị quan tâm làm gì. Cậu thì biết gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hai người bọn họ làm nhiều chuyện xấu, cậu cho rằng bọn họ không hữu dụng sao? Chỉ cần bắt bọn họ và cẩn thận điều tra, như vậy sẽ đảm bảo kéo theo một đống nghi phạm, nhưng bây giờ bọn họ đã chết, manh mối đã mất, sợ rằng khó thể tiếp tục điều tra. À, thì ra là như vậy. Hạ Thiên thuận miệng lên tiếng, rõ ràng hắn không có hứng thú với vấn đề này, hắn là người không liên quan đến mình thì không quá quan tâm. Lãnh Băng Băng biết rõ tính tình của Hạ Thiên, nàng cũng không muốn nói gì hơn. Một lúc sau xe đã chạy về khu cảnh uyển, sau đó dừng lại ở biệt thự số 13. Lãnh Băng Băng xuống xe đi về phía cửa chính, nhưng nàng vừa đi được hai bước thì vẻ mặt đã có chút khó chịu. Có một người phụ nữ đứng trước cửa, người này hơn 40, khí chất không tầm thường. Cách ăn mặc không tồi, nhưng vẻ mặt có chút tiều tụy. Bà đến đây làm gì? Lãnh Băng Băng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, trong giọng nói có chút phẫn nộ. Tuy đã lâu Lãnh Băng Băng không gặp người phụ nữ này nhưng cũng không quá xa lạ. Người phụ nữ này tên là Tiểu Phượng, là vợ của Hạ Vân Sơn.
Năm xưa khi Lãnh Băng Băng còn nhỏ, Tiểu Phượng đã từng đến nhục mạ mẹ nàng, mãi đến bây giờ Lãnh Băng Băng vẫn còn tin, mẹ mình mất cũng có trách nhiệm rất lớn của người phụ nữ này. Rõ ràng Lãnh Băng Băng không có chút hảo cảm với Tiểu Phượng, thậm chí còn có hận ý. Lúc này nàng thấy Tiểu Phượng xuất hiện trước cửa nhà mình, nàng vốn có tâm tình không tốt, tất nhiên bây giờ càng thêm không xong. Tôi biết cháu hận tôi, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải cãi nhau. Tiểu Phượng nhìn Lãnh Băng Băng, vẻ mặt có chút uể oải. Tôi đến chỉ muốn cầu xin cháu một chuyện, cầu cháu giúp cha một tay. Câm miệng, tôi không có người cha như vậy. Lãnh Băng Băng tức giận quát lên. Dù cháu phủ nhận thế nào thì cũng không thể thay đổi quan hệ huyết thống giữa hai cha con. Vài chục năm nay anh ấy cũng luôn quan tâm đến cháu, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cháu, cháu cũng không thể phủ nhận điều này được. Tiểu Phượng vẫn rất bình tĩnh. Cô biết rõ cháu hận cha, nhưng cô cũng nói cho cháu biết, ông ấy ở trong tù rất thê thảm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng sẽ không kiên trì được một tháng nữa. Cô bây giờ đã chẳng còn năng lực giúp đỡ ông ấy, bây giờ người duy nhất có thể giúp chính là cháu. Loại người như ông ấy chết đi cũng tốt. Lãnh Băng Băng cười lạnh một tiếng. Này Tiểu Phượng, tôi hy vọng cô nên rời khỏi đây ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ông ấy có một câu nhờ tôi nhắn với cháu, ông ấy hy vọng trước khi chết có thể được gặp mặt cháu. Tiểu Phượng bình tĩnh nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiểu Phượng, mãi đến khi đối phương biến mất trong tầm mắt thì nàng mới xoay người đi vào cửa chính. Chị gái, chị đã về. Lãnh Băng Băng vừa đi vào phòng khách thì đã nhìn thấy Lãnh Hồng Bác tranh thủ chào hỏi, sau đó hắn thấy Hạ Thiên. À, chào anh rể, anh cũng về. Bây giờ Lãnh Hồng Bác thấy Hạ Thiên thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Chuyện xảy ra đêm đó tuy hắn không được tận mắt nhìn thấy nhưng những tiếng súng kia không phải là giả, hắn luôn hoài nghi thân phận của Hạ Thiên, đáng tiếc là hỏi Lãnh Băng Băng vài lần nhưng không có được đáp án chính xác. Chị gái, anh rể, hai người dùng cơm chưa? Em đã nấu cơm xong, bây giờ sẽ đi xào rau. Bạn gái Vương Vi của Lãnh Hồng Bác lúc này cũng nịnh nọt. Các người ăn đi, tôi không ăn. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng đi lên lầu 2. Anh cũng không ăn. Hạ Thiên cũng nói một câu, sau đó hắn theo Lãnh Băng Băng lên lầu. Lãnh Băng Băng lên lầu thì đóng chặt cửa, sau đó nàng ngồi ở đầu giường, nàng cứ ngồi ngây người như vậy. Trên tường có một tấm ảnh. Là một người phụ nữ khá giống nàng, đó chính là mẹ nàng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị làm sao vậy? Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta ăn cơm nhé. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, muộn rồi, chúng ta cùng ngủ nhé. Hạ Thiên chủ động nói chuyện với Lãnh Băng Băng, nhưng điều làm hắn khó hiểu chính là Lãnh Băng Băng cứ ngồi ngây người nhìn tấm ảnh, cũng không nói gì. Vốn hắn còn nghĩ rằng tối nay sẽ ôm Lãnh Băng Băng ngủ mà không mặc quần áo nhưng bây giờ đã thất bại. Thậm chí ôm một Lãnh Băng Băng có mặc quần áo cũng không thực hiện được, vì cả buổi tối Lãnh Băng Băng cũng không ngủ. Lãnh Băng Băng ngồi cả đêm không ngủ, Hạ Thiên cũng không ngủ. Hắn đã từng nghĩ đến vấn đề cùng lăn lộn trên giường cả đêm với cảnh sát tỷ tỷ, nhưng đáng tiếc là hắn không thực hiện được. Mã đến hơn 7 giờ sáng thì Hạ Thiên mới phát hiện Lãnh Băng Băng buông tấm ảnh đã lấy xuống ra, sau đó hắn dùng giọng hưng phấn hỏi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ đã ngủ được chưa? Chương 399, thăm tù. Theo tôi đến một chỗ. Lãnh Băng Băng đứng lên, nàng đi đến tủ lấy một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. Cậu chờ một chút, tôi đi tắm. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi cũng muốn tắm. Hạ Thiên vội vàng nói. Hạ Thiên thật ra không cần tắm rửa, vì trên cơ bản hắn không đổ mồ hôi. Bây giờ hắn muốn tắm rửa chẳng qua chỉ vì Lãnh Băng Băng muốn tắm, nói trắng ra hắn muốn tắm huyền ương với Lãnh Băng Băng mà thôi. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng rất nhanh hiểu được ý đồ của Hạ Thiên, nàng hoàn toàn không quan tâm đến hắn, chỉ một tiếng ầm vang lên, cửa phòng tắm đã đóng lại. Vợ cảnh sát tỷ tỷ đúng là không có nghĩa khí, tôi đã một đêm không ngủ cùng vợ, vậy mà không cho theo cùng tắm sao? Hạ Thiên nhìn cửa phòng tắm, hắn lẩm bẩm rất bất mãn. Cũng không biết có phải vì sợ Hạ Thiên phá cửa phóng vào hay không, Lãnh Băng Băng chỉ tắm chưa đến 5 phút, sau đó đã mở cửa đi ra. Cậu muốn tắm sao? Vào đi. Lãnh Băng Băng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên trừng mắt nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tôi đã không muốn tắm nữa. Lãnh Băng Băng trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng biết ngay hắn sẽ nói như vậy, nhưng nàng cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, nàng xoay người đi ra cửa. Cậu không muốn tắm thì chúng ta đi.
Cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không mặc đồng phục cảnh sát? Hạ Thiên lại hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lãnh Băng Băng vốn đang mặc đồng phục cảnh sát, nhưng nàng tắm rửa xong thì mặc một bộ đồ bình thường, quần jean áo sơ mi, tuy vẫn xinh đẹp gợi cảm động lòng người nhưng thiếu đi vài phần hấp dẫn khi mặc chế phục. Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói, người này không phải là chồng nàng, sao quản nhiều như vậy? Ngay cả nàng mặc đồ gì cũng muốn xem xét sao? Cảnh sát tỷ tỷ, tôi cảm thấy chị mặc đồng phục cảnh sát sẽ đẹp hơn. Hạ Thiên rất thành thật, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Lãnh Băng Băng lập tức bất mãn, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu nói bây giờ tôi không đẹp sao? Không phải. Hạ Thiên lắc đầu. Thật ra, cảnh sát tỷ tỷ, chị mặc đồng phục cảnh sát cũng không phải là đẹp nhất. Vậy cậu nói tôi mặc quần áo nào thì xinh đẹp nhất? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn nghiêm trang nói. Khi mặc nội y, gương mặt Lãnh Băng Băng chợt đỏ lên. Nàng cuối cùng cũng nhớ đến thời điểm nàng thay quần áo đã bị đối phương nhìn thấy sạch sẽ. Lãnh Băng Băng lại trừng mắt, nàng đang định mắng đối phương vài câu nhưng Hạ Thiên đã nói trước. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, thật ra tôi cảm thấy chị không mặc gì sẽ đẹp hơn, nếu không chị cởi ra cho tôi xem thử. Lưu manh cậu không biết nghĩ đến vấn đề gì khác sao? Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được, nàng giống lên với Hạ Thiên, sau đó xoay người căm giận rời khỏi phòng ngủ. Chuyện quan trọng như vậy tất nhiên sẽ ưu tiên hơn. Hạ Thiên gãi gãi đầu, bộ dạng có chút vô tội, sau đó hắn đuổi theo Lãnh Băng Băng. Nhà giam Nam Lĩnh nằm ở ngoài rìa thành phố Giang Hải, đây là một vùng núi vắng vẻ, trong phạm vi vài km nơi đây cơ bản không có nhà nào. Rõ ràng đây cũng không tính là ngoại thành thành phố Giang Hải, thực tế nếu không có một nhà giam thế này thì nơi đây sẽ không thuộc về thành phố Giang Hải. Thường thì bên ngoài nhà ngục bình thường cũng không có người. Vì vậy khi một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà ngục không xa thì đám bảo vệ nhà ngục đã chú ý đến, trong xe đi ra một người đẹp tuyệt sắc với dáng người cao gầy, điều này làm đám bảo vệ nhà giam đã lâu không được nhìn thấy phụ nữ thiếu chút nữa đã chảy nước miếng. Nhưng ngay sau đó đám bảo vệ đã thầm mắng lớn, khốn nạn, đúng là khốn nạn, người đẹp như vậy lại bị cưa mất, nhưng một người đẹp tuyệt sắc lại con bà nó có chủ, hơn nữa tên khốn kia sao lại xấu đê tiện như vậy. Đúng là không có thiên lý. Một lát sau tên bảo vệ lại buồn bực, sao người đẹp còn chưa qua đây, hắn muốn nhìn một chút cho rõ ràng. Người đẹp mà tên bảo vệ đang chờ mong không phải là ai khác, chính là Lãnh Băng Băng, mà tên đàn ông xấu đê tiện chính là Hạ Thiên. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không chạy xe đến? Khi đi trên đường thì Hạ Thiên đã cảm thấy kỳ quái, khi đến đây mới không nhịn được phải hỏi. Tôi không muốn để mọi người biết mình là cảnh sát. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Nàng bây giờ cũng không muốn người ta biết mình là cảnh sát, vì vậy mới mặc trang phục bình thường, cũng không chạy xe cảnh sát. Nếu một người xinh đẹp như nàng mà ăn mặc bình thường thì người ta sẽ không nghĩ là cảnh sát. Hạ Thiên nhìn bốn phía, sau đó hắn lẩm bẩm. Chỗ này hoang vắng không có taxi trở về thì phải. Không phải cậu chạy rất nhanh sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cậu ôm tôi chạy về không được sao? Được, tất nhiên là được. Hạ Thiên lập tức trở nên vui sướng, lời đề nghị này đối với hắn thì rõ ràng là khó thể cầu. Được rồi, cậu theo tôi đi vào, cậu đừng nói lung tung, có gì để tôi nói, được không? Lãnh Băng Băng dặn dò một câu, hôm nay nàng ăn mặc bình thường đến thăm tù, nàng cũng biết nhiều khi thăm tù cũng không dễ dàng, vì sợ Hạ Thiên làm sằng bậy nên phải nhắc nhở một câu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Được rồi, nhưng nếu có người ức hiếp chị, tôi chỉ đánh người mà không nói lời nào. Lãnh Băng Băng lập tức không nói gì, người này bị hư đầu rồi à? Sao luôn có ý nghĩ quỷ dị như vậy? Một lúc lâu sau Lãnh Băng Băng mới tức giận nói. Không cho cậu nói, cũng không cho cậu đánh người, trừ khi tôi cho cậu ra tay, đã hiểu chưa? Được rồi. Hạ Thiên vô tình khẽ gật đầu, đợi đến khi cảnh sát tỷ tỷ nói hắn đánh người thì xác suất quá nhỏ, có lẽ phải đợi đến kiếp sau. Khi thấy Hạ Thiên đồng ý thì Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng buông lỏng. Sau đó nàng mới đi về phía nhà giam. Có chuyện gì? Tên bảo vệ cuối cùng cũng được nhìn thấy người đẹp, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Chúng tôi đến thăm tù. Lãnh Băng Băng trả lời. Thăm tù sao? Bảo vệ liên tục đảo mắt lên người Lãnh Băng Băng. Hôm nay không phải thời gian thăm tù thích hợp. Theo tôi được biết thì ngày nào ở đây cũng cho thăm tù. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói.
À, trên nguyên tắc là như vậy. Tên bảo vệ cố gắng kéo giãn vài lời. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Vậy hôm nay rốt cuộc có được thăm tù không? Lãnh Băng Băng có chút mất hứng, nhưng nàng cũng nhịn không nổi giận. Điều này, cô cần phải sang bên kia hỏi một chút, sợ rằng sẽ phải làm chút thủ tục, nếu bọn họ tình nguyện thì có thể. Tên bảo vệ đã kéo dài được chút thời gian nhìn người đẹp, cuối cùng hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, vì vậy chỉ phương hướng cho Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên đi theo hướng chỉ của tên bảo vệ, hai người đi đến phòng làm việc của trưởng ngục rồi đẩy cửa tiến vào. Trong phòng làm việc có một người đàn ông khoảng 30, hắn đang vùi đầu vào máy tính, cũng không biết là đang chơi game hay làm gì. Khi nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn ngẩng đầu lên, ngay sau đó hai mắt chợt tỏa sáng. Tiểu thư, cô đến có chuyện gì? Mời ngồi, tôi là Mạnh Kiến Nghiệp, là trưởng ban chính khoa ở nhà ngục Lĩnh Nam, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhất định sẽ ra sức giúp đỡ. Tên đàn ông tự xưng là Mạnh Kiến Nghiệp có vẻ rất nhiệt tình. Tất nhiên hắn nhiệt tình cũng chỉ vì Lãnh Băng Băng là đại mỹ nữ, còn Hạ Thiên ở bên cạnh Lãnh Băng Băng chính thức được hắn xem nhẹ. Tôi đến thăm tù, nghe nói cần làm thủ tục ở đây. Lãnh Băng Băng mở miệng nói, nàng rất bình tĩnh, trên mặt không có nụ cười, nhưng cũng không quá lạnh lùng. Làm thủ tục thăm tù sao? Ánh mắt Mạnh Kiến Nghiệp lại sáng hơn, trong mắt hắn lóe lên cái nhìn đầy dục vọng, người đẹp này có người thân bị giam trong ngục, như vậy thì quá tốt. Đúng vậy. Làm thủ tục thăm tù. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. À, không có vấn đề, đưa ra giấy chứng minh, tôi đi đăng ký là được. Mạnh Kiến Nghiệp nói, sau đó lại tiếp tục. Xin hỏi tiểu thư, đối tượng muốn thăm là ai? Lãnh Băng Băng đưa giấy chứng minh của mình và Hạ Thiên cho Mạnh Kiến Nghiệp, sau đó nàng nói. Hạ Vân Sơn. Thì ra là Lãnh tiểu thư. Mạnh Kiến Nghiệp nhìn giấy chứng minh của Lãnh Băng Băng, sau đó hắn lại nhìn giấy chứng minh của Hạ Thiên. Sau đó hắn phát hiện địa chỉ của hai người trên giấy chứng minh là như nhau, vì vậy không nhịn được phải hỏi. Lãnh tiểu thư, vị này là gì của cô? Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, sau đó nàng mở miệng. Là chồng tôi. Hạ Thiên nghe được câu nói này mà rất hài lòng, tuy hắn trước nay vẫn cho rằng mình là chồng của cảnh sát tỷ tỷ, nhưng đây là lần đầu tiên cảnh sát tỷ tỷ tự mình thừa nhận. Hạ Thiên rất hài lòng nhưng Mạnh Kiến Nghiệp thì không, người đẹp siêu cấp khiêu gợi này sao lại có chồng rồi? Mạnh Kiến Nghiệp nhìn Hạ Thiên mà trong lòng có chút khó chịu, một tên khốn như thế này cũng được leo lên người đẹp, như vậy hắn lên một lần chắc không có vấn đề gì chứ. Lúc này Mạnh Kiến Nghiệp chợt cảm thấy có chút không đúng, sau đó hắn vội vàng hỏi. Lãnh tiểu thư, cô vừa nói, đối tượng muốn thăm tù là ai? Hạ Vân Sơn. Lãnh Băng Băng trả lời một lần nữa. Lúc này Mạnh Kiến Nghiệp mới xác nhận mình không nghe lầm, đúng là Hạ Vân Sơn. Không thể nghi ngờ hắn rất quen Hạ Vân Sơn, cũng không phải vì nguyên nhân đối phương là quan lớn và mới tiến vào nhà giam không lâu, tất nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là vài ngày trước Hạ Vân Sơn vừa bị người ta đánh cho một trận, nếu không phải cảnh sát nhà giam kịp xuất hiện thì Hạ Vân Sơn đã chết rồi. Hạ Vân Sơn, Lãnh Băng Băng, một người họ Hạ, một họ Lãnh, hi hi, Lãnh Băng Băng, để xem cô làm sao có thể thoát khỏi tay tôi. Mạnh Kiến Nghiệp thầm tính toán. Trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đắc ý. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày, nàng nhịn không được phải hỏi. Trưởng ngục Mạnh, xin hỏi bây giờ tôi đã được làm thủ tục chưa? Chương 400, phong vân trong nhà giam. Mạnh Kiến Nghiệp nhìn bộ ngực muốn nứt toác ra khỏi áo của Lãnh Băng Băng rồi nuốt nước miếng, sau đó hắn mỉm cười. Lãnh tiểu thư, vốn thủ tục không có vấn đề gì, nhưng thăm tù phải có quy định. Là thế này, chỉ có thân thuộc mới có thể thăm tù. Không biết chị có quan hệ gì với Hạ Vân Sơn. Tôi là con gái của ông ấy. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, lúc này nàng cũng không còn do dự. Tối qua Lãnh Băng Băng nhìn hình mẹ cả đêm, nàng suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng cũng đưa ra quyết định này. Nàng phải dùng thân phận là con gái đến thăm Hạ Vân Sơn một lần, thôi thì coi như chỉ một lần mà thôi. Thật ra Lãnh Băng Băng cũng không muốn làm như vậy, nhưng nàng biết nếu mẹ còn sống cũng nhất định sẽ hy vọng nàng làm như vậy. Vì nàng đến đây không phải vì Hạ Vân Sơn, nàng vì mẹ, mà sau lần này, nàng và Hạ Vân Sơn sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì khác. Lãnh Băng Băng biết Hạ Vân Sơn ở trong tù không tốt, sau khi bị giam thì lão không được quan tâm đặc biệt, cũng chỉ nhốt với các phạm nhân bình thường, kết quả là thế nào cũng có thể thấy được. Lão thường xuyên bị người ta ức hiếp, mà Tiểu Phượng cũng không còn nhiều tiền để đút lót cho cảnh sát nhà giam, vì vậy đành phải hướng về phía Lãnh Băng Băng xin trợ giúp. Với thân phận của Lãnh Băng Băng,
nếu nàng chào hỏi bên phía nhà giam, chắc chắn Hạ Vân Sơn sẽ được quan tâm hơn. Nhưng Lãnh Băng Băng lại không muốn dùng thân phận của mình để quan tâm đến Lãnh Băng Băng, vì vậy nàng cố gắng không mặc đồng phục cảnh sát, ngay cả xe cảnh sát cũng không sử dụng, nàng không cho đám cai ngục biết mình là cảnh sát. Tuy nàng rất có danh tiếng ở thành phố Giang Hải, nhưng những chỗ như nhà giam hầu như ngăn cách với thế giới bên ngoài, nàng tin, chỉ cần nàng không chủ động nói ra thân phận của mình, nhà giam sẽ chẳng thể biết được. Sự thật chứng minh là như vậy, ít nhất thì Mạnh Kiến Nghiệp cũng không biết Lãnh Băng Băng là ai. Bây giờ hắn chỉ biết nàng là đại mỹ nữ, hơn nữa còn là người đẹp đã nằm trong tay hắn, một người đẹp muốn lồi cả ra như vậy, sao có thể buông tha. Đối với Mạnh Kiến Nghiệp thì những người có người thân ở trong nhà giam đều nằm trong tay hắn, nếu những người này không thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng cho tù nhân khổ chết. Con gái sao? Mạnh Kiến Nghiệp nghe Lãnh Băng Băng tự xưng mình là con gái của Hạ Vân Sơn thì trong lòng không khỏi cười lạnh, cô nàng này muốn lừa ai? Hắn đã sớm biết Hạ Vân Sơn chỉ có một bà vợ, cũng không còn ai khác. Đúng vậy, tôi theo họ mẹ. Lãnh Băng Băng giải thích. Nhưng Lãnh Băng Băng không giải thích thì không sao, nàng giải thích càng làm cho Mạnh Kiến Nghiệp không tin. Vợ của Hạ Vân Sơn có họ Vu, cô nàng này lại họ Lãnh, sao lại không cùng họ với mẹ? Lãnh tiểu thư, dựa theo lệ cũ thì tham tù cần phải giao một khoản phí, nếu cô không có ý kiến thì bây giờ có thể làm thủ tục. Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng không chút hoang mang nói. Lãnh Băng Băng không do dự. Không có vấn đề, bao nhiêu? Lãnh Băng Băng cũng có biết một chút về phí tham tù. Vì vậy cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Không nhiều lắm, chỉ là một khoản nhỏ mà thôi. Mạnh Kiến Nghiệp duỗi một ngón tay ra nói. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. 100 sao? Nếu thật sự là 100 thì đúng là không nhiều, tuy nói theo lý thì không nên thu phí tham tù, nhưng những năm nay không có vài người chẳng trả được 100. Lãnh tiểu thư, tuy những năm này ăn mày kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi không phải ăn mày. Vẻ mặt Mạnh Kiến Nghiệp có chút không vui. Nếu là 100 đồng thì rõ ràng là sỉ nhục hắn, Mạnh Kiến Nghiệp hắn chỉ vì 100 đồng sao? Là 1000 sao? Lãnh Băng Băng có chút không vui, 1000 thì hơi mắc nhưng nàng vẫn có thể trả được. Vẻ mặt Mạnh Kiến Nghiệp chợt trầm xuống, giọng nói có chút bất thiện. Lãnh tiểu thư, tôi thấy cô có vẻ không muốn thăm tù, nếu như vậy cô có thể về. Vậy anh muốn bao nhiêu? Lãnh Băng Băng cũng có chút căm tức, 1000 còn chê là ít, người này muốn bao nhiêu? Nếu Lãnh tiểu thư thật sự muốn thăm Hạ Vân Sơn, như vậy đưa ra 100 ngàn. Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng lười biếng nói. Cái gì? Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi. 100 ngàn. Đúng vậy, 100 ngàn. Mạnh Kiến Nghiệp dùng ánh mắt mập mờ nhìn Lãnh Băng Băng. Lãnh tiểu thư, Hạ Vân Sơn là quan tham ô không ít tiền, tôi nghĩ 100 ngàn đối với cô thì chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Ông ta tham ô bao nhiêu tiền có liên quan gì đến tôi? Lãnh Băng Băng vốn có tâm tình không tốt, hôm nay có thể nói là bình tâm hơn bình thường vì đến thăm tù. Nhưng bây giờ nàng đã không nhịn được nữa, phí thăm tù ở đây có thể nói là cướp bóc, đừng nói bây giờ nàng không có 100 ngàn, dù có thì nàng cũng không thể đưa cho Mạnh Kiến Nghiệp. Lãnh tiểu thư, cũng không thể nói như vậy, tuy Hạ Vân Sơn bị thu khá nhiều tiền, nhưng mọi người đều biết đám tham quan này không chỉ có số ít như vậy. Cô là con gái của ông ta, chắc chắn cũng phải chia chác vài phần chứ. Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nói cách khác, nếu cô là con gái giả mạo, sao lại hảo tâm đến thăm tù? Đúng rồi, tôi nghĩ ông ta còn giấu tiền ở nơi nào đó, cô có muốn đến hỏi không? Cái gì mà con gái giả mạo? Cái gì là giấu tiền? Anh chỉ nói bậy bạ. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Nếu anh không muốn cho tôi làm thủ tục thăm tù thì cứ nói thẳng, cùng lắm thì tôi không thăm. Không phải con gái giả thì chẳng lẽ là thật sao? Mạnh Kiến Nghiệp cười lạnh. Tôi biết rõ Hạ Vân Sơn không có con gái, nếu cô là con gái của ông ta, nói không chừng là con gái bao nuôi phải không? Chậc chậc, tục ngữ nói, con gì nuôi mà không thịt, Hạ Vân Sơn lão quỷ này đúng là diễm phúc quá sâu. Bốp, Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng vung một tát lên mặt Mạnh Kiến Nghiệp. Khoảnh khắc này Mạnh Kiến Nghiệp lập tức choáng váng, hắn vuốt gò má nóng bỏng, khoảng 10 giây sau còn chưa kịp phản ứng. Sau đó hắn giận tím mặt, hắn đứng lên lao về phía Lãnh Băng Băng. Co sao sao, sao 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 mẹ dám đánh bố sao? Lãnh Băng Băng tung một đá trúng ngay bụng dưới Mạnh Kiến Nghiệp, lúc này hắn gào lên thảm thiết, hai tay che hạ bộ, thân thể cong như tôm. Mày, mày khốn nạn, mày dám đánh ông,
có biết ông là ai không? Nếu ông không chơi chết mày, ông không còn là Mạnh Kiến Nghiệp. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể đánh người được chưa? Hạ Thiên ở bên cạnh nín nhịn rất vất vả, nhưng vì trước đó Lãnh Băng Băng đã nói không cho hắn đánh người, vì vậy nãy giờ luôn thành thật. Không cần cậu ra tay, tôi tự làm việc. Gương mặt Lãnh Băng Băng trở nên lạnh như băng, nàng tung một đá làm cho Mạnh Kiến Nghiệp ngã gục xuống đất. Mạnh Kiến Nghiệp, những gì anh vừa nói tôi đã ghi âm lại, anh có muốn nghe không? Lãnh Băng Băng đúng là có một chiếc máy ghi âm, nàng mở máy, giọng nói của Mạnh Kiến Nghiệp vang lên, điều này làm hắn đang cố gắng đứng lên với vẻ mặt khó coi. Cô muốn thế nào? Mạnh Kiến Nghiệp cuối cùng cũng đứng lên dùng giọng căm tức nhìn Lãnh Băng Băng. Tôi chỉ đến thăm tù, tôi chỉ muốn thuận lợi đến thăm tù, sau đó thuận lợi rời khỏi đây, sau này tôi sẽ không bao giờ quay lại. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Kiến Nghiệp. Nếu tất cả thuận lợi thì những chuyện phát sinh vừa rồi coi như xong, tôi không so đo với anh. Nếu không tôi sẽ công khai đoạn băng này, đến lúc đó có hậu quả gì, anh biết rất rõ. Cô uy hiếp tôi sao? Mạnh Kiến Nghiệp cắn răng, gần đây hắn thường uy hiếp người khác, hôm nay không ngờ lại bị người khác uy hiếp, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy, tôi đang uy hiếp anh. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mạnh Kiến Nghiệp, nàng vốn muốn đến thăm tù một cách an phận, nào ngờ Mạnh Kiến Nghiệp lại gây khó dễ, vì vậy dứt khoát cao tay với đối phương. Mạnh Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm Lãnh Băng Băng vài chục giây, sau đó hắn giả vờ như không cam lòng nói. Được, coi như cô hung ác, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô thăm tù. Tốt nhất thì anh làm việc nhanh lên. Lãnh Băng Băng hừ khẽ một tiếng. Cảnh sát tỷ tỷ, tha thứ cho tên này như vậy sao? Hạ Thiên đã có chút khó chịu, người này rõ ràng dám bố láo với vợ hắn, đúng là muốn chết. Hừ, bỏ đi, tôi chỉ muốn thăm Hạ Vân Sơn một lúc, sau đó rời khỏi đây, đừng gây ra những chuyện không may. Lãnh Băng Băng khẽ nói, tuy nàng cũng rất tức giận, nhưng Mạnh Kiến Nghiệp cũng bị nàng cho một tát và hai đá, cũng xem như đã chút giận. Được rồi, Hạ Thiên quyết định tạm thời bỏ qua cho Mạnh Kiến Nghiệp, đợi sau khi thăm tù xong, nếu còn để hắn bắt gặp thì xử lý sau. Sau đó Mạnh Kiến Nghiệp cũng không còn gây phiền toái cho Lãnh Băng Băng, mà nàng cũng nhanh chóng được mặt Hạ Vân Sơn. Bây giờ Hạ Vân Sơn có vẻ cực kỳ già nua. Băng Băng, con đã đến rồi sao? Khi thấy Lãnh Băng Băng thì Hạ Vân Sơn rất vui sướng, sau đó ông ta nhìn thấy Hạ Thiên rồi mở miệng hỏi. Anh ta là ai? Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng trả lời ngắn gọn. Cậu ta là Hạ Thiên sao? Hạ Vân Sơn khẽ gật đầu, rõ ràng lão đã sớm nghe nói về Hạ Thiên. Tiểu Phượng muốn tôi đến thăm ông một lần trước khi chết, bây giờ tôi đã gặp ông, tôi cũng nên đi. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Vân Sơn, sau đó đứng lên muốn đi. Hạ Vân Sơn khẽ giật mình, ông ta vội vàng hô lớn. Băng Băng, chờ chút. Hạ Vân Sơn, tôi và ông chẳng có gì liên quan, hôm nay vì nể mặt mẹ mà tôi đến đây, sau này chúng ta không liên quan, ông sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi. Lãnh Băng Băng vẫn dùng giọng lạnh như băng nói, nàng nói xong thì muốn đi ngay. Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, Lãnh Băng Băng còn chưa kịp đi ra thì đã dừng bước, nàng cau mày. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, đây là âm thanh gì vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Cảnh báo trong nhà ngục, có lẽ có gì đó phát sinh, ví dụ như có tù vượt ngục. Lãnh Băng Băng giải thích. Lãnh Băng Băng vừa nói xong thì những tiếng bước chân vang lên dồn dập. Sau đó một đám cảnh sát cầm súng xuất hiện trong tầm mắt Lãnh Băng Băng. Đứng lại. Không được nhúc nhích. Khi những tiếng thét chói tai vang lên thì hơn 10 khẩu súng chĩa về phía Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên. Chương 401, bắn cực chuẩn. Biến đổi này không có dấu hiệu, thật sự quá đột ngột, dù là Lãnh Băng Băng trải qua nhiều tình cảnh lớn nhưng vẫn không khỏi sững sờ. Hạ Thiên thì rất bất mãn, sao có người không biết sống chết mà chĩa súng vào người hắn và vợ hắn. Cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể cho bọn họ biết tay rồi chứ? Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn cảm thấy đến lúc này xử lý bọn họ là rất đúng. Hạ Thiên mở miệng thì Lãnh Băng Băng kịp phản ứng, nàng quát lên nghiêm nghị với đám cảnh sát canh ngục. Các anh làm gì? Các người cướp ngục, chúng tôi tất nhiên là ngăn trở. Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng đám cảnh sát canh ngục, một người đàn ông không xa lạ gì với Lãnh Băng Băng chợt xuất hiện, đúng là Mạnh Kiến Nghiệp. Anh nói bậy bạ gì vậy? Ai cướp ngục? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Tôi nói cướp ngục là cướp ngục. Mạnh Kiến Nghiệp hừ lạnh một tiếng.
Bây giờ tôi chỉ cần ra lệnh một tiếng, cô sẽ bị bắn thành cái sàng, cô có muốn thử không? Lãnh Băng Băng dùng cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiến Nghiệp. Anh đúng là coi trời bằng vung. Hừ, Mạnh Kiến Nghiệp nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Tôi cho cô biết, đây là nhà ngục Lĩnh Nam, tôi là pháp luật, cha tôi là trời, cô biết cha tôi không? Tôi nói cho cô biết, cha tôi là trưởng ngục, trong vương quốc này ông ta là quốc vương, tôi là vương tử. Ông vừa ý cô, cho cô làm vương phi, con mẹ nó rõ ràng là vinh hạnh. Mạnh Kiến Nghiệp, anh nói lời này không sợ bị truyền ra ngoài sao? Lãnh Băng Băng lúc này lại rất bình tĩnh, nếu tức giận với loại người này thì không đáng. Truyền đi sao, cô cho rằng ông đây sợ ghi âm sao? Bây giờ dù cô có ghi âm, ông sao sợ? Mạnh Kiến Nghiệp nói với vẻ mặt khinh thường. Cô có ghi âm nhiều hơn cũng có thể truyền đi được sao? Tôi nói cho cô biết, đã vào nhà ngục này thì phải hỏi ý kiến tôi có đồng ý hay không, ông không cho cô ra, con bà nó cô phải ở đây cả đời. Nếu tôi vẫn muốn ra ngoài thì sao? Lãnh Băng Băng dùng giọng không chút hoang mang hỏi. Muốn ra ngoài sao? Đơn giản thôi, trước tiên lên giường với ông 3 ngày 3 đêm đã. Mạnh Kiến Nghiệp nở nụ cười dâm đãng, ngay sau đó lại mắng. Con mẹ mày, con điếm này dám đá ông 2 cái, ông chơi mày 3 ngày sau đủ được, ông phải chơi mày 3 năm. Á! Bộ hạ Mạnh Kiến Nghiệp lại truyền đến cảm giác đau đớn, lúc nãy bị Lãnh Băng Băng đã vào đã đau, bây giờ càng thêm nhức nhối. Hắn dùng 2 tay bụng lấy bộ hạ, hắn đau đến mức không ngừng giơ chân, hơn nữa còn liên tục kêu gào thảm thiết. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nhịn không được, tôi phải xử lý thằng ngu này. Hạ Thiên mở miệng nói, một đá vừa rồi là kiệt tác của hắn. Lãnh Băng Băng còn chưa nói dứt lời thì Mạnh Kiến Nghiệp đã giống lên. Nổ súng cho ông, biến 2 con chó kia thành cái sàng. Đám cảnh sát khác ngục chợt cảm thấy choáng váng, bọn họ đều thấy rất rõ, 2 người kia không phải là cướp ngục, trước đó Mạnh Kiến Nghiệp cũng chỉ nói không cần phải nổ súng, chỉ là uy hiếp đối phương mà thôi. Khi bọn họ thấy Lãnh Băng Băng thì biết được nguyên nhân, một người đẹp như vậy, Mạnh Kiến Nghiệp sao có thể biến nàng thành cái sàng. Nhưng bọn họ cũng không ngờ người đàn ông bên cạnh người đẹp kia quá khủng bố, bị một loạt khẩu súng chĩa vào người nhưng vẫn còn dám ra tay đánh người. Không đúng, người này ra tay, hơn nữa còn đá vào, thằng nhỏ, của Mạnh Kiến Nghiệp, chỉ cần nhìn bộ dạng đau đớn của đối phương thì đám cảnh sát không khỏi có chút đồng tình. Ai cũng là đàn ông, tất nhiên sẽ biết chỗ kia bị thương là thế nào. Chúng mày còn chờ gì nữa? Nổ súng cho ông, nếu thằng khốn kia còn sống thì chúng mày cũng toi đời. Mạnh Kiến Nghiệp tiếp tục mắng chửi. Sau khi nghe được những lời mắng chửi của Mạnh Kiến Nghiệp thì đám cảnh sát canh ngục đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả đám cắn răng xạ súng về phía Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Mạnh Kiến Nghiệp không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu trong tù, đám cảnh sát tuy làm ít chuyện xấu hơn Mạnh Kiến Nghiệp nhưng dù sao cũng không ít, có thể nói là thông đồng làm bậy. Nếu bây giờ có chuyện thì tất cả đều gặp chuyện không may, nếu không thì sao Mạnh Kiến Nghiệp dám kéo bọn họ đến đây bắn người. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đám cảnh sát canh ngục cảm thấy buồn bực, sao tiếng kêu thảm này giống của Mạnh Kiến Nghiệp như vậy. Khoảnh khắc sau bọn họ đã xác định, đúng vậy, chủ nhân của những tiếng gào thét kia chính là Mạnh Kiến Nghiệp, mà bây giờ bộ dạng của hắn cực kỳ thảm hại. 2 người vốn phải trúng đạn thì bây giờ lại không có chuyện gì, Lãnh Băng Băng vẫn đứng tại hỗ, Hạ Thiên thì đứng cách Lãnh Băng Băng 1 mét, nhưng lúc này trên tay Hạ Thiên có một người, đó chính là Mạnh Kiến Nghiệp. Hạ Thiên nhìn đám cảnh sát khác ngục, hắn ra vẻ tán dương. Kỹ thuật súng ống của các chú cũng không tệ, bắn cực chuẩn. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, kỹ thuật bắn súng rất tốt sao? Bọn họ vốn nổ súng bắn chết Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, bây giờ tất cả, hàng nóng, đều găm lên người Mạnh Kiến Nghiệp, vậy mà gọi là kỹ thuật bắn súng rất tốt sao? Nhưng nếu nói theo một khía cạnh nào đó thì kỹ thuật của đám cảnh sát đúng là rất tốt. Vì bọn họ đều bắn trúng một mục tiêu đáng lý ra không thể trúng đích, đó chính là hàng của Mạnh Kiến Nghiệp. Lúc này Mạnh Kiến Nghiệp rất đáng thương, bộ sậu bên dưới đã nát như tương, hoàn toàn coi nhà cháo lòng. Chẳng biết sau này Mạnh Kiến Nghiệp có còn kiến công lập nghiệp hay không, nhưng 10 phần là khó thể vác súng lên nòng. Đám cảnh sát nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao đạn của bọn họ đều bắn trúng thằng em của Mạnh Kiến Nghiệp. Điều này đúng là quá quỷ dị. Hạ Thiên mở miệng. Này, các người cứ tiếp tục nổ súng, đừng ngừng lại làm gì, thằng ngu này còn chưa chết đâu. Đám cảnh sát vốn còn đang do dự có nên nổ súng hay không, lúc này nghe Hạ Thiên nói như vậy lại càng không dám nổ súng.
Mạnh Kiến Nghiệp đã bị đám người bọn họ bắn thành tàn phế, nếu bọn họ tiếp tục nổ súng thì hắn coi như lên dĩa. Mày, tốt nhất các người nên thả trưởng ban ra. Một tên cảnh sát mở miệng nói. Hạ Thiên không quan tâm đến tên cảnh sát, hắn lẩm bẩm. Đám các người không dám nổ súng, vậy thì để anh nổ súng. Lúc này Lãnh Băng Băng cũng xen vào một câu. Đừng giết người. Hạ Thiên nghĩ mãi mà không hiểu. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, vì sao không giết bọn họ, đám người này vừa rồi còn muốn cho chúng thăng thiên. Tóm lại đừng giết người. Lãnh Băng Băng nói. Được rồi, tôi cũng lười nổ súng. Hạ Thiên ra vẻ mất hết hứng thú, hắn tiện tay ném Mạnh Kiến Nghiệp ra, sau đó hóa thành một bóng người phóng về phía đám cai ngục. Á, á. Những tiếng kêu thảm vang lên liên tục, khi Hạ Thiên quay về bên cạnh Lãnh Băng Băng thì đám cai ngục đều đang ôm, thằng nhỏ, lăn lộn điên cuồng. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng có chút cổ quái, lưu manh này ra tay đúng là quá ác liệt. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta đi được chưa? Hạ Thiên hỏi. Chờ chút, trước tiên tôi điện thoại cái đã. Lãnh Băng Băng lắc đầu, bây giờ nên giải quyết tốt hậu quả. Lãnh Băng Băng điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an tỉnh là Hào Đồ, nàng nói đơn giản những gì đã phát sinh ở nhà giam. Lúc nà Hào Đồ rất tức giận, nhà ngục này quá hắc ám, lão sẽ không thể tha thứ. Dưới sắp xếp của Hào Đồ, có một nhóm lớn cảnh sát tiến vào nhà ngục, sau đó bắt đầu triển khai điều tra, mà đám người trong nhà ngục cũng nhanh chóng biết được địa vị của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng không ngờ, mình muốn an phận thăm tù, cuối cùng cũng vì an phận mà lọt vào vòng vây của Mạnh Kiến Nghiệp. Nếu không phải nàng đưa Hạ Thiên cùng đi, sợ rằng sự việc sẽ khó thể dự đoán được. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nói được lời nào với Hạ Vân Sơn, nhưng vô tình nàng đã tạo ra một đại ân cho Hạ Vân Sơn. Vì bây giờ tất cả nhà ngục đều biết Hạ Vân Sơn nhìn qua có vẻ không chút bối cảnh nhưng lại có chỗ dựa quá vững, chắc chắn cuộc sống sau này của lão sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Sự việc là như vậy, Lãnh Băng Băng cũng không có biện pháp, tuy không được như nàng mong muốn, nhưng nàng vốn cũng không muốn thay đổi điều gì, rõ ràng là thuận theo tự nhiên. Tất nhiên Lãnh Băng Băng không biết, sau ngày hôm nay thì danh tiếng của mình ngày càng lớn. Đám đàn ông nhìn thấy bộ dạng của Mạnh Kiến Nghiệp thì trong lòng không nhịn được phả có cùng một ý nghĩ, đó là đừng bao giờ có ý đồ xấu với người đẹp băng giá. Còn những người có quan hệ với Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên, ai cũng cảm thấy trên đời này người thích hợp với Lãnh Băng Băng cũng chỉ có một mình Hạ Thiên. Khi Hạ Vân Sơn lại được đưa vào trong nhà ngục thì nói một câu với Lãnh Băng Băng. Băng Băng, bây giờ bố cũng yên tâm, vì bố biết có người bảo vệ được con. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến Hạ Vân Sơn, quá trình điều tra nhà ngục vẫn còn tiếp tục, nàng cũng nên cùng Hạ Thiên rời khỏi nơi đây. Khi hai người rời khỏi cửa nhà giam thì cũng là giữa trưa, mặt trời tháng 9 ở Giang Hải rất nóng, điều này càng làm công dụng máy điều hòa của Hạ Thiên phát triển mạnh. Chưa nói đến vấn đề gì khác, đây là lần đầu tiên Lãnh Băng Băng được hưởng thụ công dụng này, cũng vì vậy mà đây cũng là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau đi trên đường. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi ôm chị đi về nhé. Đi đường được một lúc, Hạ Thiên mở miệng nói, hắn vẫn còn nhớ rất kỹ. Được rồi. Lãnh Băng Băng không chút chần chừ, nàng gật đầu, sau đó không khỏi ngáp một cái, từ tối qua đến giờ nàng chưa được ngủ, đúng là rất mệt nhọc. Khi được Lãnh Băng Băng cho phép, Hạ Thiên ôm lấy bờ eo thon của nàng, sau đó bế thân thể thơm ngát của nàng lên, cuối cùng chạy vội trên đường. Khi Hạ Thiên ôm Lãnh Băng Băng về đến biệt thự số 13 khu cảnh Uyển thì nàng đã ngủ rất say. Hạ Thiên trực tiếp ôm nàng vào phòng ngủ, sau đó cùng nàng ngã xuống giường. Hắn cũng đã một đêm chưa ngủ, vì vậy cũng ôm Lãnh Băng Băng ngủ say. Lần này không được cho cảnh sát tỉ tỉ chạy mất. Sau khi tiến vào mộng đẹp thì Hạ Thiên vẫn còn ý nghĩ này, hắn vẫn còn chưa biến cảnh sát tỉ tỉ thành vợ chính thức, đúng là mất mặt. Chương 402, vận động trong vui vẻ. Khi Lãnh Băng Băng tỉnh lại thì sắc trời đã tối, nàng muốn rời khỏi giường nhưng lại phát hiện có một đôi tay ôm lấy ngang hông. Điều này làm nàng không thể đứng lên, thậm chí còn sinh ra cảm giác khó thở. Lãnh Băng Băng thử vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra, nàng muốn lấy tay Hạ Thiên ra, vẫn không thành công. Nàng dùng sức rất mạnh mà vẫn khó thoát, vì sức lực của Hạ Thiên cũng không nhỏ. Này, thức dậy! Lãnh Băng Băng không thể vùng ra, vì vậy chỉ còn một biện pháp là đánh thức Hạ Thiên. Trong lòng nàng có chút tức giận, lưu manh này cần phải ôm mình chặt như vậy sao? Nàng có chạy trốn mất đâu? Nhưng Lãnh Băng Băng không biết, Hạ Thiên thật sự lo nàng chạy mất. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị thức dậy rồi sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng tỉnh,
hắn mở to mắt nhưng không buông Lãnh Băng Băng, ngược lại còn ôm chặt hơn. Eo của tôi bị cậu ôm nứt mất. Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Hạ Thiên trừng mắt, sau đó hắn lắc đầu. Cảnh sát tỉ tỉ, eo của chị có tính đàn hồi rất tốt, sẽ không nứt được. Lãnh Băng Băng không khỏi cảm thấy chán nản, đúng là khó thể nói lý với người này. Thả tôi ra, tôi muốn thức dậy. Một lát sau Lãnh Băng Băng dùng giọng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ là buổi tối, là thời gian ngủ, chị muốn thức dậy làm gì? Tôi đã ngủ cả buổi chiều, tất nhiên bây giờ phải thức. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cảnh sát tỉ tỉ, người thường ngủ một giấc 7 giờ, chúng ta về nhà lúc hơn 1 giờ, bây giờ vừa đúng 8 giờ, vẫn chưa đúng 7 giờ, vì vậy nên tiếp tục ngủ. Hạ Thiên rất có lý do, mục đích vẫn muốn Lãnh Băng Băng tiếp tục ngủ. Lãnh Băng Băng có chút sở khóc sở cười. Cậu đừng làm rộn được không? Bây giờ tôi không buồn ngủ, cậu để cho tôi ngủ nhưng ngủ không được. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi biết vì sao khó ngủ, chị chỉ cần nghe lời tôi là ngủ ngon ngay. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu nói tôi xem, tôi làm sao mới dễ ngủ. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị ngủ không được vì thiếu vận động. Hạ Thiên chân thành nói. Tốt, bây giờ cậu thả tôi ra ngoài chạy 2 vòng. Lãnh Băng Băng căm giận nói, lưu manh này tìm khắp lý do, bây giờ lại nói nàng thiếu vận động sao? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, thật ra cũng không cần chạy ra ngoài vận động. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Lãnh Băng Băng. Chúng ta có thể làm một vận động vừa vui vẻ vừa dữ dội mà lại vừa sung sướng, loại vận động này còn tốt hơn chạy bộ, sau khi làm xong chị sẽ ngủ ngon ngay. À, nếu mỗi đêm đều làm, như vậy sau này chị sẽ không còn mất ngủ. Rất vui vẻ, dữ dội, sung sướng, hơn nữa mỗi đêm đều làm một lần sao? Lãnh Băng Băng nghe vậy mà cảm thấy không đúng. Vận động theo lời nói của Lưu Manh sao giống như một chuyện gì đó khó nói nhỉ. Nhưng Lãnh Băng Băng cũng không có kinh nghiệm với loại vận động này, cũng không biết có phải sẽ ngủ ngon hay không. Vì vậy nàng cũng không biết sự việc mà Hạ Thiên nói có đúng hay không, nàng phải hỏi một câu. Này, rốt cuộc cậu đang nói vận động gì? À, vợ cảnh sát tỉ tỉ, loại vận động nà là hoạt động vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, đây là nguyên nhân mà con người có thể phát triển đến bây giờ. Mà chúng ta hoạt động với nhau sẽ chế tạo ra một mầm mống tên là Hạ Lãnh. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lưu manh. Lãnh Băng Băng không đợi Hạ Thiên nói xong, gương mặt nàng đỏ bừng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Sau khi nghe được cái tên Hạ Lãnh thì nàng cuối cùng cũng xác nhận được một điều, vận động trong miệng hắn chính là một chuyện xấu xa. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tuy tôi là lưu manh, nhưng loại vận động này không thể nói là lưu manh được. Vận động rất vui, chúng ta thử cái nhé. Hạ Thiên đầu độc Lãnh Băng Băng. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng không trúng kế, nàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Buông ra, tôi muốn đi vệ sinh. Hạ Thiên cuối cùng cũng buông Lãnh Băng Băng ra, khi thấy nàng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thì Hạ Thiên không khỏi lầm bầm buồn bực. Vì sao vợ cảnh sát tỉ tỉ không tin mình nhỉ? Đúng là rất vui. Vài phút sau Lãnh Băng Băng từ nhà vệ sinh đi ra, nàng thấy Hạ Thiên còn nằm trên giường, vì vậy nói. Tôi đói bụng, muốn ra ngoài dùng cơm. Cậu đi không? Cảnh sát tỉ tỉ, bụng tôi cũng chưa quá đói. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn hắn. Cậu đã lâu chưa ăn gì, sao vẫn chưa đói? Đúng là không quá đói. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi thấy tiêu hóa không tốt, không bằng chúng ta vận động một chút để thúc đẩy tiêu hóa. Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã tan vỡ, lưu manh chết tiệt này, sao lại háo sắc như vậy? Nói đi nói lại cũng có ý kiến hạ lưu. Cậu ra ngoài chạy bộ đi. Lãnh Băng Băng tức giận nói, sau đó nàng đi ra khỏi phòng. Tôi đi ăn cơm, cậu có đi không? Hạ Thiên lập tức nhảy dựng lên rồi chạy về phía Lãnh Băng Băng, sau đó hắn lẩm bẩm. Tôi biết rồi, thì ra cảnh sát tỉ tỉ đã đói bụng, không còn sức vận động, trước tiên phải lấp đầy bụng, sau đó thì tha hồ. Lãnh Băng Băng lập tức sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, lưu manh này sao lại như vậy? 10 phút sau, trong một nhà hàng nhỏ ngoài khu dân cư. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, lưu manh này vừa rồi nói không đói, bây giờ lại ăn như quỷ đói đầu thai, chỉ phút chốc đã tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn. Ông chủ, cho thêm một phần, thêm 2 món nữa. Lãnh Băng Băng nói với ông chủ nhà hàng, không gọi thêm không được, nếu không nàng ăn gì đây.
vợ cảnh sát tỷ tỷ, ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức mà hoạt động. Hạ Thiên nói một câu làm Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa sinh ra xúc động táng bát cơm vào đầu hắn. Nửa giờ sau thì bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Thiên ăn no căng, Lãnh Băng Băng thì no tức nhưng cũng ăn không ít. Ông chủ và nhân viên nhà hàng đã sớm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, tuy vẻ mặt Hạ Thiên vẫn rất tự nhiên nhưng Lãnh Băng Băng lại thấy rất dọa người, nàng tranh thủ thời gian tính tiền rồi kéo Hạ Thiên đi. Đây không phải là cảnh sát Lãnh sao? Hai người đi vào cổng khu dân cư, đột nhiên trước mặt vang lên một giọng nói kỳ quái, một nam một nữ đi đến, lời nói là của người đàn ông. Người đàn ông này cao gầy tong teo, nhìn qua có chút hào hoa phong nhã, mà người phụ nữ ở bên cạnh cũng không thể không làm người khác phải chú ý. Điều này cũng không phải nàng rất đẹp, chẳng qua nàng là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhưng người phụ nữ này không thể lọt vào mắt Hạ Thiên. Mái tóc vàng của nàng không đẹp bằng Mộc Hàm, cặp mắt không đẹp như Isabella, còn dáng người, tuy cũng có hơi nóng nhưng không bỏng như cảnh sát tỷ tỷ, đúng là kém xa. Lãnh Băng Băng nhìn người đàn ông, nàng khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới nghĩ ra. Hoắc Bân, thì ra là anh. 4 năm không gặp, cảnh sát Lãnh còn nhớ ra tôi, đúng là vinh hạnh lớn. Giọng điệu của Hoắc Bân có chút kỳ lạ, sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển lên người Hạ Thiên. Không ngờ bây giờ cảnh sát Lãnh đã có bạn trai. Không phải bạn trai, tôi là chồng cô ấy. Hạ Thiên dùng giọng mất vui uốn nắn đối phương. Thì ra cảnh sát Lãnh đã lập gia đình, đúng là đáng mừng. Trong mắt Hoắc Bân lóe lên cái nhìn ghen ghét, nhưng bây giờ là buổi tối, ánh đèn trong khu dân cư cũng không quá sáng, vì vậy người khác cũng khó phát hiện ra. Hoắc Bân dừng lại một chút rồi hỏi. Cảnh sát Lãnh, không biết chồng em tên là gì, làm việc ở đâu? Hoắc Bân, điều này không liên quan đến anh. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng. Bài học 4 năm trước chẳng lẽ không đủ cho trí nhớ của anh sao? Cảnh sát Lãnh, cô đang uy hiếp tôi sao? Hoắc Bân không thèm quan tâm. Tôi nghe nói bây giờ không còn là ngày xưa, đại nhân vật sau lưng cảnh sát Lãnh hình như đã vào ăn cơm tù rồi, không biết có phải chăng? Hoắc Bân, bây giờ tâm tình tôi không tốt, anh tốt nhất đừng ép tôi ra tay. Giọng nói của Lãnh Băng Băng trở nên lạnh lẽo. Hạ Thiên nghe Lãnh Băng Băng nói tâm tình không tốt, hắn lập tức lo lắng và hỏi ngay. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, thằng ngu này làm chị mất vui sao? Lãnh Băng Băng chưa trả lời thì Hoắc Bân đã nổi giận. Mà nói gì, mắng tao ngu à? Đúng vậy, mày rất ngu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nếu mày không ngu thì sao làm cho cảnh sát tỷ tỷ mất vui? Buồn cười. Hoắc Bân càng thêm tức giận. Lãnh Băng Băng, đây là đàn ông của cô sao? Chẳng ra thể thống gì. Hoắc Bân, đàn ông của tôi có ra gì hay không, cũng không cần anh quan tâm. Anh là người ra ngoài du học về nước, anh có gì tôi biết rất rõ, đừng nói này nọ mà không biết xấu hổ. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng rất khinh thường, năm xưa Hoắc Bân theo đuổi nàng nhưng không dùng thủ đoạn quang minh, vì vậy bị nàng nện cho một trận nhừ xương, sau đó được người nhà đưa ra nước ngoài du học tránh họa, nào ngờ bây giờ đã trở lại. Cảnh sát tỷ tỷ, đám du học này là rùa đen sao? Hạ Thiên xen vào một câu. Nhưng dù tên này là rùa đen cũng không quá giống thì phải. Mày nói ai là rùa đen? Hoắc Bân hổn hển nói. Mày vốn là rùa đen. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hoắc Bân. Mày không biết sao, tao còn tưởng là mày biết, mày thích làm rùa đen. Con bà nó nói bậy bạ phải không? Hoắc Bân cuối cùng cũng nổi giận, không cần quan tâm hình tượng gì nữa. Nếu còn nói lung tung, bố tát cho vêu mồm. Bốp! Hạ Thiên đấm lên trán Hoắc Bân, tên này té bật ngửa xuống đường. Hạ Thiên nhìn Hoắc Bân ngã chồng vó mà lầu bầu. Dù mày có nói lung tung hay không thì anh cũng đánh cho bỏ bú. Chương 403, chị nóng không? Lúc này cô gái nước ngoài nói vài lời gì đó, bộ dạng kích động, nhưng Hạ Thiên căn bản không hiểu. Cảnh sát tỷ tỷ, cô ấy đang hot sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Lãnh Băng Băng lắc đầu. Tôi cũng không biết. Với trình độ tiếng Anh của Lãnh Băng Băng thì thậm chí không phân biệt ra đây là tiếng Anh, Pháp hay Đức. Mày dám đánh bố sao? Hoắc Bân lúc này cũng bỏ lên, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Rõ ràng hắn không ngờ Hạ Thiên căn bản không cảnh cáo mà trực tiếp cho mình ăn đòn. Hạ Thiên không muốn trả lời, hắn trực tiếp nhấc chân đạp Hoắc Bân ngã xuống. Tao sẽ báo cảnh sát. Hoắc Bân lại bỏ lên, hắn thở hổn hển nói. Anh muốn báo cảnh sát sao? Tôi là cảnh sát.
Lãnh Băng Băng có chút khinh thường, sau đó nàng nói với Hạ Thiên. Đi thôi, đừng để ý đến loại người này. Lãnh Băng Băng, tôi sẽ đến cục cảnh sát tố cáo cô. Hoắc Bân quát lên với Lãnh Băng Băng. Lúc này Lãnh Băng Băng trực tiếp mặc kệ Hoắc Bân, nàng trực tiếp đi về nhà. Báo cảnh sát sao, tố cáo sao, nàng đã bị tố cáo cả ngàn lần, bây giờ thêm vào số một cũng chẳng đáng là gì. Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên về nhà, lúc này phát hiện ra Lãnh Hồng Bác và Vương Vi đang thu dọn hành lý. Chị gái, anh rể. Lãnh Hồng Bác và Vương Vi cùng chào hỏi hai người. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mà. Hai em làm gì vậy? Chị gái, ngày mai khai giảng, chúng em phải thu dọn. Lãnh Hồng Bác vội vàng trả lời. À, lúc này Lãnh Băng Băng mới biết, thì ra ngày mai trường Đại học Giang Hải khai giảng cho tân sinh viên. Nàng có chút chần chừ rồi mở miệng. Có muốn chị đưa đi không? Không cần đâu, chị gái, chúng em đã quen, có thể tự đi được. Lãnh Hồng Bác lắc đầu nói. Vậy thì được, có gì cứ điện thoại cho chị. Lãnh Băng Băng cũng không cưỡng ép, dù sao nơi đây cũng không cách quá xa Đại học Giang Hải, Lãnh Hồng Bác và Vương Vi cũng không còn nhỏ, tự mình đến khai giảng cũng chẳng có gì là không được. Lãnh Băng Băng cũng không ở lại phòng khách, nàng nhanh chóng về phòng ngủ, Hạ Thiên tất nhiên cũng theo vào. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng cầm lấy tạp chí nằm nghiêng trên giường, nàng thoải mái xe tạp chí giống như lúc này đang là thời điểm buông lỏng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng một lúc lâu, cuối cùng hắn không nhịn được phải hỏi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị không tắm rửa sao? Không. Lãnh Băng Băng vẫn nhìn chằm chằm vào tạp chí, nàng thuận miệng trả lời một câu. À, Hạ Thiên có hơi thất vọng. Vậy tôi cũng không tắm. Cậu muốn thì cứ đi mà tắm, nhưng tôi không có quần áo cho cậu thay, cậu chỉ có thể ra ngoài mua. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi không tắm. Hạ Thiên trừng mắt nói. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng ngẩng đầu, nàng dùng ánh mắt mất hứng nhìn Hạ Thiên. Vậy cậu hỏi nhiều làm gì? Cảnh sát tỷ tỷ, nếu chị không tắm thì tôi cũng không tắm, nếu tắm thì cùng nhau tắm. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chỉ có quỷ mới cùng tắm với cậu. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tiếp tục cúi đầu nhìn tạp chí, trong lòng có chút tức giận, lưu manh này đúng là, chỉ nghĩ những chuyện vớ vẩn. Hạ Thiên có hơi thất vọng, sao cùng cảnh sát tỷ tỷ tắm uyên ương lại khó như vậy? Sáng chưa được tắm cùng, bây giờ là tối mà vẫn không được, đúng là không có thiên lý. Cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không tắm? Tuy người chị rất thơm nhưng hôm nay đã đổ rất nhiều mồ hôi. Một lát sau Hạ Thiên vẫn tiếp tục nói. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng thuyết phục Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng phát hiện hắn quá dối, sao lại quản lắm chuyện như vậy, ngay cả vấn đề nàng có tắm hay không cũng lằng nhằng vậy sao. Nhưng Lãnh Băng Băng được Hạ Thiên nhắc nhở thì cũng cảm thấy trên người không thoải mái. Phải biết rằng hôm nay đến nhà ngục và chờ đợi khá lâu, vừa rồi lại ra ngoài ăn tối, với khí trời bây giờ, muốn không đổ mồ hôi là không thể. Trước đó nàng không có ý nghĩ muốn tắm. Nhưng cảm thấy tối nay phải đi ngủ, cộng thêm lời nói của Hạ Thiên, vì vậy nàng cũng có xúc động muốn tắm. Cuối cùng Lãnh Băng Băng buông tạp chí bước xuống giường. Cảnh sát tỷ tỷ, chị muốn tắm rồi sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tôi đi vệ sinh. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Ôi! Hạ Thiên lại thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn lại thấy không đúng. Cảnh sát tỷ tỷ, sao đi vệ sinh còn cầm theo đầu ngủ? Tôi tiện thể thay quần áo đi ngủ không được sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên lập tức vui sướng, cuối cùng cảnh sát tỷ tỷ cũng buồn ngủ. Lãnh Băng Băng tranh thủ vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Thật sự nàng có chút lo lắng, sợ Hạ Thiên sẽ chạy vào tắm chung. Hạ Thiên đang rất vui sướng nhưng nghe thấy tiếng nước chảy vòi sen thì lập tức buồn bực. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đúng là không chút nghĩa khí, đi tắm cũng không nói một lời. Hạ Thiên ở bên ngoài nói. Lãnh Băng Băng ở bên trong cũng cảm thấy dở khóc dở cười, chuyện này có liên quan gì đến vấn đề nghĩa khí? Lưu manh này sao luôn nói chuyện lung tung như vậy, hơn nữa nàng có tắm cũng kỳ lạ sao? Lãnh Băng Băng cũng không tắm bao lâu, ngay sau đó nàng đã đi ra. Lúc này trên người nàng là một chiếc áo ngủ bằng tơ khá dài, nhìn qua có vài phần phong tình quyến rũ, hơn nữa còn có vài phần lạnh lẽo. Cậu muốn tắm thì bây giờ cứ vào. Lãnh Băng Băng liếc mắt quyến rũ nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng nói. Cảnh sát tỷ tỷ, chị có buồn ngủ không? Hạ Thiên lại hỏi. Cậu quan tâm tôi buồn ngủ hay không làm gì?
Lãnh Băng Băng tức giận nói, sau đó nàng lên giường tiếp tục xem tạp chí. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, hắn dùng giọng chân thành nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, giấc ngủ là kẻ thù tự nhiên với người phụ nữ, chị muốn bảo trì làn da tốt thì phải ngủ đầy và đủ, bây giờ đã muộn, chị nên đi ngủ. Cậu buồn ngủ thì cứ tự nhiên, tôi còn xem báo. Lãnh Băng Băng cũng không ngẩng đầu, nàng thuận miệng nói. Nàng biết rõ lưu manh kia có ý nghĩ gì, nàng không dễ dàng rút lui như vậy. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, báo thì có gì là đẹp. Hạ Thiên chỉ vào mình. Tôi không đẹp hơn nó sao? Cậu đẹp sao? Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng căn bản không cảm thấy hắn đẹp ở đâu. Hạ Thiên còn rất tự đắc. Thế nào, vợ cảnh sát tỷ tỷ, có phải thấy tôi đẹp rồi không? Lãnh Băng Băng không muốn trả lời, nàng lại tiếp tục xem tạp chí. Hạ Thiên không chịu cô đơn, hắn tiếp tục. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị biết người phụ nữ này không? Hạ Thiên vừa hỏi vừa dùng tay chỉ lên một tấm hình ở trang bìa tạp chí, rõ ràng đang cố tìm cái để nói. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không xem tạp chí, nàng nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút kỳ quái. Một lúc lâu sau nàng mới ném tạp chí lên tủ đầu giường rồi nói. Ngủ thôi. Lãnh Băng Băng cũng không đợi Hạ Thiên mở miệng, nàng tắt đèn rồi nằm xuống. Hạ Thiên cũng nằm xuống, hắn nghiêng người nhìn Lãnh Băng Băng. Tuy đã tắt đèn nhưng cũng không ảnh hưởng đến vấn đề hắn ngắm nhìn đại mỹ nữ. Cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ chỉ có cảm thấy nóng không? Hạ Thiên hỏi. Có một chút. Lãnh Băng Băng thuận miệng trả lời, không mở máy điều hòa, tất nhiên phải có chút nóng. Vậy sao chị mặc nhiều quần áo như vậy? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Mặc ít đi sẽ không quá nóng. Thế này mà nhiều sao? Lãnh Băng Băng có chút tức giận, nàng chỉ mặc có hai cái, một áo ngủ và đồ lót, như vậy mà gọi là nhiều sao? Hạ Thiên lại nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi giúp chị cởi bớt ra nhé. Nếu vậy chị sẽ cảm thấy mát mẻ hơn. Hạ Thiên vừa nói vừa đặt tay lên người Lãnh Băng Băng, hai ngón tay kẹp lấy dây thắt của áo ngủ, chỉ cần khẽ kéo ra, áo ngủ sẽ mở, sau đó thân thể của Lãnh Băng Băng sẽ có hơn phân nửa xuất hiện trước mắt hắn. Vừa rồi Lãnh Băng Băng còn cảm thấy Hạ Thiên nói chuyện bừa bãi, vì vậy nàng hoài nghi người này có ý đồ. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, lưu manh này chỉ có một tư tưởng, đó là kéo nàng lên giường. Không đúng, nếu nói một cách nghiêm khắc thì không phải là kéo lên giường, vì nàng đã lên giường, bây giờ hắn chỉ cần biến nàng thành vợ chính thức mà thôi. Lãnh Băng Băng cũng không cảm thấy ý nghĩ này của Hạ Thiên quá kỳ quái, thực tế nàng biết rất rõ, hầu như là người đàn ông nào thấy nàng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Hơn nữa Hạ Thiên đã từng nhiều lần ngủ chung với Lãnh Băng Băng, tuy nàng bị hắn ôm ấp vuốt ve sờ mó rất nhiều lần nhưng quan hệ thân mật vẫn chưa phát sinh. Điều này rõ ràng là kỳ tích, nàng phải thừa nhận lưu manh rất háo sắc nhưng bản lĩnh tự chủ vẫn tương đối khá. Cậu muốn vậy sao? Lãnh Băng Băng đột nhiên hỏi, giọng điệu rất êm dịu. Ngay sau đó Lãnh Băng Băng đã phát hiện mình đang nói nhảm, vì vậy nàng không chờ Hạ Thiên trả lời mà lập tức hỏi thêm. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị cứ hỏi. Hạ Thiên lập tức nói. Cậu sẽ lấy tôi sao? Lãnh Băng Băng hỏi, nhưng hỏi xong nàng lại có chút hối hận, nàng cần gì phải hỏi vấn đề này. Nàng rõ ràng đã biết đáp án, cứ gì phải tự làm khổ mình. Lưu manh này đã có Kiều Tiểu Kiều, sao còn có thể lấy nàng? Cả đời này nàng sẽ giống như mẹ mình, chỉ có thể là tình nhân trong bóng tối của người ta mà thôi. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại đưa ra một đáp án vượt ra ngoài sự đoán của nàng. Tất nhiên rồi, vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị là vợ tôi sẽ lấy chị. Chờ chúng ta lên núi gặp mặt thần tiên tỷ tỷ, chúng ta sẽ bái đường thành thân. Bái đường thành thân? Tuy câu trả lời rất kỳ quái, hơn nữa thần tiên tỷ tỷ kia cũng làm Lãnh Băng Băng cảm thấy mê hoặc, nhưng đáp án này vượt ngoài sự chờ mong của nàng. Vì vậy lúc này trong lòng nàng có chút vui vẻ. Chương 404, cho tôi chút thời gian. Lãnh Băng Băng trần chờ một chút, cuối cùng nàng khẽ hỏi. Sau này chúng ta ra khỏi cửa, cậu dám quang minh chính đại giới thiệu tôi là vợ không? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị hỏi kỳ quái như vậy? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Chị là vợ tôi, tất nhiên tôi phải nói cho người khác biết chị là vợ tôi. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Người này mỗi lần đều giới thiệu nàng là vợ trước mặt người khác, trước nay chưa từng che giấu, thực tế hắn còn hận không thể cho cả thế giới biết nàng là vợ. Vì tên lưu manh này đã không ít lần hôn nàng trước mặt mọi người, như vậy giống như tuyên bố quyền sở hữu,
trước nay vẫn luôn đường hoàng, không che giấu. Nếu sau này chúng ta có con, cậu dám thừa nhận chúng không? Lãnh Băng Băng hỏi vấn đề thứ ba, nàng hình như đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn phải xác nhận, nàng cần câu trả lời của hắn. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tối nay chị không ngốc đấy chứ? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng. Con của tôi là con của tôi, sao không dám nhận? Hạ Thiên trừng mắt nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, không bằng bây giờ chúng ta chế tạo Hạ Lãnh là vừa. Lãnh Băng Băng trầm mặc một lúc, cuối cùng nàng nói. Cậu có thể cởi quần áo tôi. Hạ Thiên nói như vậy thì lập tức mừng rỡ, xem ra đêm nay có thể leo lên núi được rồi. Hạ Thiên dùng sức kéo, Lãnh Băng Băng lập tức xuất hiện, những tư thái mê người của nàng rơi vào trong mắt Hạ Thiên mà không chút che giấu, đặc biệt là những bộ vị đó còn hơi run run. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi muốn ăn đậu đỏ. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn há miệng ngậm lấy một hạt đậu đỏ trên đỉnh núi khủng bố. Một cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân Lãnh Băng Băng, nàng cảm thấy toàn thân trở nên nóng hừng hực. Nhưng khoảnh khắc sau cảm giác nóng bỏng lại trở nên lạnh lẽo, vì nàng nghe thấy một âm thanh, đó là giọng điệu của Kiều Tiểu Kiều. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Tất nhiên không phải Kiều Tiểu Kiều xuất hiện ở đây, chẳng qua chỉ là tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên không muốn nhận điện thoại, hắn vừa mút đậu vừa bóp núi, tình cảnh này ngu gì nhận điện thoại. Điện thoại kia. Lãnh Băng Băng nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn chưa có phản ứng, hắn vẫn chuyên chú ngậm mút và xoa bóp hai ngọn núi. Phải biết rằng đây là núi hàng khủng, bồ đào cũng thuộc loại cực phẩm, trên đời này cũng chỉ có hắn được nhấm nháp, hơn nữa dù là hắn cũng không phải muốn ăn thì ăn. Chuông điện thoại vẫn vang lên, âm thanh của Kiều Tiểu Kiều vẫn không nghe lọt tai Lãnh Băng Băng, điều này làm trong lòng nàng sinh ra cảm giác nói không nên lời. Đúng lúc này không biết vì sao Lãnh Băng Băng lại có được chút khí lực đẩy Hạ Thiên ra khỏi bộ ngực của mình, sau đó nàng nói. Trước tiên nhận điện thoại cái đã. Hạ Thiên có chút buồn bực, đúng là không có biện pháp, trước tiên phải nhận điện thoại. Lúc này trong lòng hắn liên tục mắng kẻ khốn kiếp gọi điện thoại gây khó dễ. Hạ Thiên cầm điện thoại nhìn thoáng qua, thì ra là Triệu Thanh Thanh. Đúng là Triệu Thanh Thanh chết tiệt, nửa đêm tìm hắn làm gì. Nếu là vợ nào điện thoại đến thì Hạ Thiên sẽ nhận ngay, nhưng Triệu Thanh Thanh không phải là vợ hắn, vì vậy Hạ Thiên hoàn toàn không muốn nghe máy, hắn cúp điện thoại. Hắn ném điện thoại sang bên cạnh, sau đó xoay người muốn tiếp tục ăn bồ đào, nhưng khi vừa xoay người thì lại buồn bực. Không ngờ chỉ trong chốc lát mà Lãnh Băng Băng đã mặc quần áo vào gọn gàng, nàng đã ngồi lên. Khi Hạ Thiên còn đang cảm thấy khó hiểu thì nàng đã mở đèn. 312.389 Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị lại? Hạ Thiên rất muốn hỏi rốt cuộc tại sao lại như vậy, đúng là không chịu trách nhiệm, hắn còn chưa đủ nghiện, bây giờ không cho hắn ăn, sao còn nhân tính? Cậu cho tôi chút thời gian. Lãnh Băng Băng cắt ngang lời Hạ Thiên, giọng điệu có chút quái dị. À, tốt, cảnh sát tỷ tỷ, tôi chờ chị. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng chờ một lúc thì hắn đã buồn bực. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, cởi quần áo khó khăn như vậy sao? Tôi đợi lâu quá. Lãnh Băng Băng không khỏi thở dài, người này rõ ràng không hiểu ý của nàng, xem ra nàng phải nói rõ ràng hơn. Đêm nay cậu cũng đừng ngủ chung với tôi. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Có một số việc tôi có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thật ra tôi không thể tiếp thụ, tôi cần có chút thời gian. Hạ Thiên lúc này thật sự buồn bực, thì ra cảnh sát tỷ tỷ không muốn cùng ngủ với hắn. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Hạ Thiên càng mê hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Lúc nãy hắn tiếp điện thoại, không đúng, nhận điện thoại cũng chỉ mất mười mấy giây, cảnh sát tỷ tỷ sao lại thay đổi giống như một người khác như vậy? Lãnh Băng Băng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, vì nàng biết dù có nói cũng vô dụng. Trước nay nàng rất ghét đàn ông lăng nhăng, cũng rất ghét đàn ông không chịu trách nhiệm, nhưng những ngày qua nàng căn bản đã có thể tiếp nhận sự lăng nhăng của Hạ Thiên, chỉ cần đây là người đàn ông biết phụ trách là được. Nhưng khi nàng nghe được giọng nói của Kiều Tiểu Kiều thì không tự chủ được nhớ vấn đề Hạ Thiên có nhiều người phụ nữ, vì vậy mà trong lòng nàng có khúc mắc, vẫn khó thể nào tiếp nhận được ngay. Hạ Thiên, một ngày nào đó tôi sẽ là người phụ nữ của cậu, nhưng không phải là bây giờ, cậu phải cho tôi chút thời gian. Lãnh Băng Băng chậm rãi nói. Nếu cậu thật sự yêu tôi, vậy đêm nay cậu ra ngoài ngủ đi. Nếu là ngày xưa thì Lãnh Băng Băng có thể nói Hạ Thiên ngủ thành thật một chút. Nhưng dưới tình huống đêm nay nàng lo lắng hắn khó thể chịu được,
vì vậy nàng cảm thấy nên cho hắn ra ngoài sẽ an toàn hơn. Không thể nghi ngờ Hạ Thiên rất thích Lãnh Băng Băng, vì vậy cuối cùng hắn đành phải ra ngoài. Dù hắn tương đối cảm thấy khó hiểu, trong lòng còn có một cảm giác khô nóng khác thường nhưng vẫn phải rời khỏi phòng ngủ của Lãnh Băng Băng, cũng không còn cách nào leo lên núi đồi bắn vài quả đại bác. Triệu Thanh Thanh, bây giờ mối thù giữa chúng ta đã quá lớn. Hạ Thiên không chỉ đi ra khỏi phòng ngủ của Lãnh Băng Băng, hơn nữa hắn còn rời khỏi biệt thự, cuối cùng lại lầm bầm lầu bầu. Triệu Thanh Thanh này đúng là chết tiệt, nàng chỉ gọi một lần làm hắn không thể nào cởi sạch quần áo của Lãnh Băng Băng, thậm chí cũng chưa còn được ngủ cùng với cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là phải đánh cho Triệu Thanh Thanh một trận, nhưng hắn không biết nàng ở đâu, vì vậy quyết định điện thoại cho nàng. Ông xã, điện thoại kìa! Ông xã, điện thoại kìa! Điện thoại lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, rõ ràng vẫn là Triệu Thanh Thanh, hắn nhận điện thoại không chút do dự. Triệu Thanh Thanh, em đang ở đâu? Anh muốn đánh em. Bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó một âm thanh vang lên. Chào anh, xin hỏi anh có phải là người thân của Triệu Thanh Thanh không? Hạ Thiên nghe được âm thanh này mà không khỏi sững sờ, ai vậy? Sao không phải âm thanh của Triệu Thanh Thanh? Này, anh là ai? Xin hỏi sao anh lại cầm điện thoại của Triệu Thanh Thanh gọi cho tôi? Hạ Thiên rất căm tức, thằng khốn nạn nào dám làm xấu chuyện của hắn. Chào anh, tôi là người bệnh viện, Triệu Thanh Thanh vừa mới bị tai nạn xe, đang được cứu chữa ở bệnh viện chúng tôi, vì thương thế quá nghiêm trọng, cần phải giải phẫu. Vì vậy nếu anh quen biết cô ấy thì có thể tranh thủ thời gian đến bệnh viện đóng 20.000 đồng, chúng tôi nhận được tiền sẽ lập tức giải phẫu. Người bên kia nhanh chóng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Hạ Thiên đã cúp máy, hắn không quan tâm. Nhưng vừa cúp thì bên kia lại tiếp tục điện thoại đến. Tình hình vết thương của Triệu Thanh Thanh rất nghiêm trọng, nếu không được giải phẫu thì cực kỳ nguy hiểm. Này, anh đừng làm phiền, anh đừng tưởng tôi không biết, anh căn bản không phải là người của bệnh viện. Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu còn tiếp tục điện thoại thì ăn đòn nát xương. Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, sao tôi không phải người bệnh viện? Người kia chợt ngẩn ngơ, sau đó giải thích. Mày muốn làm phiền tao sao? Bây giờ tao đến cho mày một trận. Hạ Thiên rất tức giận, tên khốn này đúng là lừa đảo, đám làm hại hắn không được hoạt động tình cảm với cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên cúp điện thoại sau đó gọi đến cho Tiểu Yêu Tinh, hắn không biết vị trí của đối phương nhưng Tiểu Yêu Tinh có thể kiểm tra được, bây giờ hắn rất tin tưởng vào nàng. Mà Tiểu Yêu Tinh cũng không làm cho Hạ Thiên thất vọng, chưa đến một phút sau thì tất cả đã xong. Sau đó Hạ Thiên phát hiện ra vị trí của tên lừa đảo kia cách đó không xa, là một tòa cao ốc ở khá gần. Hạ Thiên tuy không biết rõ địa chỉ thành phố Giang Hải nhưng lại vừa lúc biết được tòa nhà này, sau đó hắn chạy như điên, nhanh chóng tìm được vị trí, sau đó đá văng cửa tiến vào. Đây là một văn phòng vài trăm mét vuông được chia thành nhiều ô nhỏ, trong mỗi ô đều có người gọi điện thoại, có đầy đủ nam nữ, tuổi cũng lớn nhỏ không đều, dù 40-50 cũng có, nhìn qua cũng không đến 20. Hạ Thiên đột nhiên xâm nhập làm kích động không ít người, hơn 10 ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng có không ít người đang gọi điện thoại phải hạ xuống, vẻ mặt có chút khó coi. Mà còn có rất nhiều người nhìn ra sau lưng Hạ Thiên, hình như muốn xem có còn ai nữa không, đến khi phát hiện chỉ có một mình Hạ Thiên thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu là ai? Một lát sau, một tên đàn ông quát lên chói tai. Ai cho cậu vào đây? Chương 405, một ổ lừa đảo. Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người, hắn không quan tâm đến người đàn ông trung niên, hắn chỉ lấy điện thoại ra bấm số của Triệu Thanh Thanh. Em không phải Hoàng Dung, em không biết võ công. Chuông điện thoại lập tức vang lên, sau đó mọi người nhìn vào một phòng nhỏ bên cạnh cửa ra vào. Lúc này vẻ mặt tên đàn ông khoảng 30 tuổi trong phòng có chút kỳ quái, hắn nhìn điện thoại trên bàn, khi đang định nhận máy thì cảm thấy đau đớn dữ dội. Thằng khốn lừa đảo, mày dám gạt tao, dám làm xấu chuyện tốt của tao. Hạ Thiên vừa nói vừa phóng đến như gió lốc, sau đó hắn liên tục đấm đá tên kia, vừa đánh vừa mắng. Tên đàn ông đáng thương liên tục kêu gào thảm thiết, mà đau đớn nhất chính là hắn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Hạ Thiên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tên khốn nạn này dám phá khi hắn sắp ăn cảnh sát tỷ tỷ, đúng là đánh chết ngàn lần còn chưa hết tội. Nếu đã chết 1.000 lần còn chưa hết tội thì Hạ Thiên quyết định cho tên đàn ông khốn nạn này muốn chết không được muốn sống không xong. Đồng thời còn cho đối phương nửa đời sau làm thái giám. Hạ Thiên vừa đánh vừa mắng, tên đàn ông khốn kiếp liên tục kêu gào thảm thiết, đau đến mức muốn chết đi.
Lúc này vài chục người khác trong phòng cũng rốt cuộc có phản ứng, chỉ nghe thấy người đàn ông trung niên mở miệng nói. Mau lên, dạy bảo thằng khốn đến phá rối này một trận. Ba tên đàn ông phóng đến, sau đó kêu gào thảm thiết và văng ra, cùng có ba tên khác phóng đến, cũng tiếp tục làm người bay. Những người khác cảm thấy không ổn, ai cũng cầm lấy một vật gì đó như ghế phóng về phía Hạ Thiên. Á, á, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, 10 giây sau tất cả đều nằm trên mặt đất. Đám lừa đảo chết tiệt, muốn gạt người cũng phải xem thời gian chứ. Chỉ cần chúng mày chọn thời gian khác thì đâu làm xấu chuyện của tao. Hạ Thiên đến lúc này vẫn còn chưa hết giận, hắn đá mỗi người hai phát, làm cho đám người hôn mê bất tỉnh. Hạ Thiên vẫn còn chưa cảm thấy hả giận, hắn đập nát tất cả vật phẩm trong văn phòng, cuối cùng mới tốt được một chút. Em không phải Hoàng Dung, em không biết võ công. Điện thoại của Triệu Thanh Thanh lại vang lên. Tâm tình của Hạ Thiên lúc này không thể tốt lên, hắn có chút nhàm chán, vì vậy thuận tay nhận điện thoại. Ai vậy? Thằng ăn trộm chó chết, dám lấy điện thoại của chị, chán sống rồi sao? Có biết chị là ai không? Chị là nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Bên kia vang lên một âm thanh tức giận, giọng điệu như súng máy, nói một hơi vài câu. Hạ Thiên mất kiên nhẫn cắt đứt lời của đối phương. Này, anh biết em là Triệu Thanh Thanh, em đang ở đâu? Anh muốn đánh em. Sao? Triệu Thanh Thanh chợt hô lên một tiếng kinh hoàng. Sư phụ, sao lại là anh? Điện thoại của em sao lại trong tay anh? Chẳng lẽ sư phụ trộm điện thoại của em? Hèn gì với thực lực nữ hiệp đệ nhất thiên hạ của em vẫn bị người ta dễ dàng cướp đi điện thoại, thì ra là sư phụ ra tay. Này, em đừng nói bậy bạ, anh không có hứng trộm điện thoại của em. Nói mau, em đang ở đâu? Bây giờ anh cho em một trận. Hạ Thiên bất mãn nói. Triệu Thanh Thanh ở đầu dây bên kia chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng dùng giọng buồn bực nói. Sư phụ, sao anh lại đánh em? Em đắc tội với anh sao? Nói nhảm, tất nhiên là em đắc tội với anh. Hạ Thiên tức giận nói, nếu không phải Triệu Thanh Thanh vô dụng để mất điện thoại thì sao tên lừa đảo có cơ hội gọi điện thoại phá hắn? Nếu tên lừa đảo không điện thoại thì hắn đã ăn sạch cảnh sát tỉ tỉ rồi. Nhưng, sư phụ, em nào có đắc tội với anh? Triệu Thanh Thanh giải thích. Sao em đắc tội với anh được, anh lầm to rồi. Này, sao em nói nhiều như vậy? Tóm lại là anh muốn đánh em, nói mau em đang ở đâu? Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói. À, sư phụ, em không biết em ở đâu, trước tiên em hỏi địa chỉ đã, em cúp máy trước nhé, bye bye. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng nói vài câu, sau đó nàng vội vàng cúp điện thoại. Nói đùa à, nàng đâu có ngu như vậy, sư phụ muốn đánh nàng, sao nàng có thể nói ra địa chỉ của mình? Hạ Thiên lại có xúc động muốn điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh nhưng sau đó lại bỏ qua, tuy hắn rất muốn đánh Triệu Thanh Thanh nhưng không thể để cho vợ hỗ trợ tất cả mọi việc. Vì vậy hắn quyết định lần sau gặp mặt phải đánh Triệu Thanh Thanh một trận đòn. Lúc này hắn nhìn đám lừa đảo nằm dưới đất, sau đó lầm bầm. Đám khốn nạn này dám làm xấu chuyện tốt của mình, cũng không phải chỉ đánh là xong, có nên xử lý hết không? Hừ, cho đám lừa đảo này vào trong ngục, nhà giam lĩnh nam kia cũng không tệ. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn quyết định không xử lý đám người này, ngoài tên khốn kia, đám này không đáng cho hắn xử lý. Vì vậy Hạ Thiên điện thoại cho Hoàng An Bình đến bắt đám lừa đảo. Tuy Lãnh Băng Băng cũng là cảnh sát, nhưng hắn không muốn gây khổ cực cho vợ mình, vì vậy hắn không muốn gọi vợ đến bắt đám lừa đảo. Hoàng An Bình đang đưa Tiêu Mai đi thuê khách sạn bắn vài quả pháo thì bị Hạ Thiên điện thoại gọi đến, sau khi hắn kéo người đến thì Hạ Thiên đã đi mất. Điều này làm cho Hoàng An Bình có chút buồn bực, đại ca này đúng là không chút trượng nghĩa, mình đang vội vàng đưa người đẹp đi làm chút hoạt động, bây giờ sao, lên núi xuống đèo, đây. Nhưng một lúc sau Hoàng An Bình đã không còn buồn bực, hắn chẳng những không tức tối còn rất kích động. Vì hắn nhanh chóng phát hiện ra đám người này chẳng phải lừa đảo thông thường, đây là đám người chuyên điện thoại lừa gạt, nếu thu phục được vụ án này thì hắn sẽ có lý lịch để phát triển lên trên. Đại ca đúng là quá ngon. Tùy tiện cũng ném cho mình vụ án lớn, quá con mẹ nó đáng giá. Hoàng An Bình thầm nghĩ, hắn hưng phấn khó khói nên lời. Hoàng An Bình ở bên này rất hưng phấn nhưng Hạ Thiên thì không, tuy hắn đã cho đám người kia biết tay nhưng dù sao cũng không được ngủ với cảnh sát tỷ tỷ. Không vội, không nên vội, vài ngày nữa cảnh sát tỷ tỷ sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi lên thất thôi. Hạ Thiên chỉ biết tự an ủi mình như vậy, vì thế mà trong lòng hắn có chút thư thái, đêm nay đi đâu ngủ đây? Đã lâu không ngủ với chị Hinh, thôi thì đi tìm chị Hinh. Hạ Thiên thầm nghĩ,
hắn quyết định đến nhà Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh luôn thơm lừng và hấp dẫn, tất nhiên luôn làm hắn mãi lên ngựa mà không chịu xuống ngựa. Hạ Thiên Hạ quyết tâm, vì vậy hắn quyết định chạy đến khu dân cư học phủ Danh Uyển. Những ngày nay Tôn Hinh Hinh cũng cảm thấy rất nhàm chán, tuy nàng đã từ bà chủ cửa hàng hoa trở thành mỹ nhân trí thức, nhưng bây giờ công ty Lam Thiên chưa có nghiệp vụ gì, chức phó tổng giám đốc của nàng cũng không có việc gì làm. Tất nhiên nàng cũng không quá quan tâm về vấn đề này, gần đây nàng bắt đầu học tài vụ, cảm thấy làm quản gia cho Hạ Thiên cũng không tồi. Đã hơn 10 giờ nhưng Tôn Hinh Hinh còn chưa buồn ngủ, nàng ngồi trên ghế salon xem TV. Trước đó nàng xem TV còn có Đinh Linh, nhưng bây giờ Đinh Linh lên đại học, chỗ này của nàng có chút quạnh quẽ. Trước đó tên Mập và Đinh Báo cũng nói sẽ tìm cho nàng một người giúp việc, thậm chí còn có thể cho Đinh Linh thôi học đến giúp nàng. Nhưng bị nàng từ chối, dù trong mắt tên Mập và Đinh Báo thì thân phận của nàng không tầm thường, nhưng trong mắt nàng vẫn là một người phụ nữ quen sinh hoạt bình thường. Tôn Hinh Hinh cũng không cần người giúp việc đến chăm sóc, chính nàng có thể tự quan tâm đến mình. Nếu nói nàng cần có một người ở bên cạnh, người đó không phải là người giúp việc, mà là một người đàn ông nhiều đêm cho nàng cảm giác khủng bố khó dứt, là Sắc Lang Hạ Thiên. Gần đây Tôn Hinh Hinh cũng cảm thấy khó ngủ. Ngày xưa có Hạ Thiên thì đến nửa đêm nàng còn bị hắn giày vò trong sung sướng, nhưng ít ra sau nửa đêm vẫn có thể ngủ ngon, nhưng bây giờ nàng cả đêm cảm thấy khó ngủ. Thi thoảng nàng giật mình nửa đêm và đưa tay kiểm tra bên cạnh, khi sờ soạng không thấy ai thì trong lòng có chút thất lạc. Keng keng! Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh khẽ nhíu mày, nàng đi về phía cửa, sau đó nhìn qua mắt cửa. Một giây sau nàng không tự chủ được phải lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó lập tức mở cửa. Hạ Thiên! Tôn Hinh Hinh nhào vào lòng người mới đến. Chị Hinh, nhớ tôi không? Hạ Thiên ôm thân thể thơm ngào ngạt của Tôn Hinh Hinh, hắn cười hì hì hỏi. Nhớ! Tôn Hinh Hinh dùng sức gật đầu, nàng nũng nịu. Nhớ muốn chết! Thật ra hai người mới không gặp nhau vài ngày mà thôi, nhưng Tôn Hinh Hinh thật sự nhớ Hạ Thiên. Mà mỗi tối nàng luôn nghĩ nếu không có hắn ở bên cạnh mình sẽ khó yên lòng. Tối nay Tôn Hinh Hinh tin mình có thể ngủ an ổn, tất nhiên nàng cũng biết trước khi đến nửa đêm thì mình sẽ chẳng thể nào ngủ được. Tiểu Sắc Lang này rất vô độ, nhất định phải trèo lên đến khi nào nàng mất hết sức lực mới buông tha. Sáng hôm sau, Hạ Thiên theo Tôn Hinh Hinh đến công ty Lam Thiên, sau đó Tôn Hinh Hinh bị Khổng Minh kéo đi trò chuyện cái gì liên quan đến vốn liếng. Hai người phụ nữ nói về chuyện tiền bạc. Trong đó có một người là vợ mình, tất nhiên Hạ Thiên sẽ không muốn nghe. Lúc này hắn nhớ Diệp Mộng Oánh cũng ở cùng tầng, vì vậy quyết định đi sang. Vợ đẹp phải giám sát chặt chẽ một chút, nếu không có thằng khác châm vào sẽ mọc sừng như chơi. Đúng lúc Hạ Thiên đi đến phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh thì có một người đàn ông đến trước, khi thấy tên này thấy Hạ Thiên thì không khỏi sững sờ, sau đó dùng giọng căm tức nói. Là mày sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 405.